thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 139 Trong căn nhà của nhà họ thương ở Đại Lục Thương Hải, phiêu miểu bị trói bằng một sợi dây thường màu đỏ, pháp lực bị khống chế, không thể động đậy. Lúc này bà ấy ngồi trên một chiếc ghế, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Công tử thứ hai của nhà họ thương thương nguyên cực đứng đối diện, hắn cười nói, phiêu miểu, thế nào? Bà có đồng ý đề nghị của tôi không? Nếu đồng ý, bà chẳng những có thể không chết mà còn có thể được nhà họ thương tôi giúp đỡ, trở thành đạo tôn. Phiêu miểu nhìn hắn lạnh lùng nói, nhà họ thương sẽ phải trả giá cho những gì các người đã làm. Trả giá, thương nguyên cực cười nhạo, lão tổ huyền nguyên và đệ tử của ông ta, ngoài bà ra đều đã bị tôi giết hết rồi, còn ai có thể đe dọa được nhà họ thương tôi? Phiêu miểu không trả lời, nói rõ từng câu từng chữ, nếu nó về chắc chắn sẽ trả thù cho bọn tôi. Thương Nguyên cực lắc đầu, phiêu miểu, tôi đã đợi bà mười mấy ngày, bà còn cố chấp như vậy, tôi đã sắp mất kiên nhẫn rồi. Hắn vung tay lên thì có một đệ tử nữ bị dẫn vào phòng, là một đệ tử chân truyền của phiêu miểu. Không đồng ý thì tôi sẽ giết hết từng người bên cạnh bà, đây là người đầu tiên. Nói rồi hắn vung tay lên đánh đệ tử nữ này, thế nhưng tay hắn vừa dơ lên lại có một trường từ hư không xuất hiện, hai lòng bàn tay đánh vào nhau sức mạnh đáng sợ tấn công đến, thương nguyên cực văng ra xa mấy chục mét, nôn ra máu, cả cánh tay vặn vẹo biến dạng, sức mạnh đáng sợ cũng đi vào trong cơ thể hắn khiến hắn không thể cử động. Người đến chính là Ngô Bình, anh bước đến trước mặt tiên tử phiêu miểu, vung tay muốn cởi sợi dây đỏ ra, nhưng sợi dây đỏ là một món pháp khí kỷ nguyên, uy lực rất lớn, lập tức phát ra ánh sáng đỏ để chống lại sức mạnh của Ngô Bình. Ngô Bình hừ một tiếng, nắm chặt lấy đầu sợi dây sức mạnh hung hãn đi vào trong sợi dây đỏ này lập tức đứt đoạn sau đó bốc cháy rồi biến mất tiên tử phiêu miểu đã được tự do lúc nhìn thấy ngô bình vô vàn cảm xúc lẫn lộn nói huyền bình không ngờ ta còn có thể gặp được con ngô bình sư tôn con đến muộn quá tiên tử phiêu miểu bi thương nói sư tổ và sư bác của con đều bị nhà họ thương giết hại rồi nhưng vào thời khắc nguy cấp nhất Họ đã dùng bí pháp để đưa rất nhiều đệ tử đi, cũng xem như để lại người lo hương hỏa. Ánh mắt Ngô Bình đầy vẻ tức giận, nhà họ Thương sẽ phải trả giá. Thương Nguyên cực nghiêm giọng nói, mày là ai? Tiên tử Phiêu Miểu tiến đến một bước, vung tay lên đánh chết Thương Nguyên cực, sau đó nói, "Huyền Bình, mấy sư tỷ của con và vài đệ tử kiếm cung đều ở đây, mau đi cứu chúng đi." Ngô Bình bay lên không trung, Thần niệm của anh lập tức bao trùm hơn nửa lục địa Thương Hải, rất nhanh đã tìm thấy mấy mươi đệ tử kiếm cung, anh lập tức cứu họ ra rồi giết hết những người trông coi đó. Sắp xếp xong hết mọi thứ cho mọi người, Ngô Bình nhìn tiên tử Phiêu Miểu, Sư Tôn, bây giờ chúng ta tiêu diệt nhà họ Thương, trả thù cho mấy người sư tổ. Tiên tử Phiêu Miểu, nhà họ Thương có cường giả Kỳ Nguyên. Ngô Bình nói, không sao, con cũng có thể giết được ông ta nói rồi anh thả ali ra nói ali cô bảo vệ sư tôn của tôi nhé ali gật đầu vâng thưa chủ nhân lúc này bên ngoài vang lên tiếng gào đầy tức giận là ai đã giết con trai tao ra đây chịu chết đi hóa ra là khi thương nguyên cực vừa chết bố hắn gia chủ thương huyền quang của nhà họ thương đã cảm nhận được nên lập tức bay đến đây ngô bình nhấc thi thể của thương nguyên cực lên rồi vứt lên không trung thi thể đập xuyên qua mái nhà rồi bay đến chỗ thương huyền quang ở trong không trung thương huyền quang nhìn thấy thi thể của con trai bay đến lập tức bắt lấy thế nhưng sức mạnh cực lớn trên thi thể lại khiến ông ta văng ra phía sau một khoảng cánh tay cũng tê cả lại ông ta thất kinh phải biết ông ta là cường giả nhị kỷ nguyên thế mà suýt nữa lại không đỡ được thứ đồ mà đối phương ném đến cậu là ai ông ta nhìn ngô bình nghiêm giọng hỏi ngô bình bay lên không trung lạnh lùng nhìn thương huyền quang chầm chằm hung hăng nói, ông giết hại nhiều người như vậy, bây giờ tôi sẽ lấy mạng chó của ông. Âm âm, hư không chấn động, anh bỗng chốc đã đến trước mặt thương huyền quang, vung quyền đánh. Thương huyền quang là cao thủ nhị kỷ nguyên, trong thân thể có dấu ấn kỷ nguyên, thể chất hùng mạnh. Một quyền của ngô bình vung tới, ông ta không thể tránh né, ngược bị đánh trúng một quyền. Rên dỉ một tiếng, ông ta cảm thấy xương cốt mình như vỡ vụn, trong lòng hoảng sợ, đang định vung tay phản kích thì mặt lại bị tát một cái. Bốp! Thương huyền quang bị đánh ngã xuống đất, ngô binh đánh từ trên không xuống, đạp mạnh lên ngực ông ta. Giang giác! Cao thủ nhị kỷ nguyên mạnh mẽ, ngực bị lõm xuống, con người như muốn rớt ra ngoài, kêu la thảm thiết. Có lời thì nói đã, ông ta thét lớn. Giang giác! Ngô Bình một chân đạp gãy chân trái ông ta, lạnh lùng nói, Thái Thanh Tiên giáo từng đắc tội với các người, tại sao phải giết hại nhiều người vô tội như vậy? Anh lạnh giọng hỏi. Thương Huyền Quang nói, chuyện này tôi không biết, chắc chắn là do thằng con không ra gì của tôi làm. Thái Thanh Tiên giáo đối với nhà họ Thương chúng tôi mà nói, không đáng nhắc đến, tôi không thể hỏi. Sắc sắc. Ngô Bình lại đạp gãy chân kia của ông ta, lạnh lùng nói, con không dậy là lỗi của cha dừng tay tiếng thét lớn vang lên từ không trung một ông lão tóc trắng xé rách không gian xuất hiện cách đó không xa ông ta cầm quải trượng vừa thấp vừa gầy nhưng khí tức thì mạnh hơn thương huyền quang rất nhiều nhìn thấy ông lão thương huyền quang vui mừng thương tổ thì ra người này tổ tiên của nhà họ thương ông ta trước già đều bế quan không xuất hiện bây giờ người mạnh nhất thế hệ sau lại bị đe dọa đến tính mạng ông ta mới bất đắc dĩ xuất hiện ông lão nhìn ngô bình nói cậu nhóc phải có chừng mực tiền căn hậu quả mọi chuyện tôi đã biết như vậy đi nhà họ thương chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho cậu chuyện này cứ vậy cho qua cậu xem có được không ngô bình cười lạnh tôi tiêu diệt cả nhà ông rồi bồi thường cho ông ông đồng ý không vẻ mặt thương tổ u ám cậu nhóc tôi thấy cậu tư chất bất phàm, mới nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, cậu đừng không biết tốt xấu như vậy. Không biết tốt xấu, hừ, Ali, đưa ông ta qua đây cho tôi. Ali đứng trong sân viện, nghe vậy lập tức hóa thành một vầng sáng, phá vỡ thời không, đi thẳng đến không gian bí ẩn của thương tổ, sau đó túm lấy ông ta trong tay. Sau đó, cô ấy ấn thương tổ dưới đất, đè vào đầu thương tổ bắt ông ta quỳ xuống đất. Thương tổ là cao thủ tam kỷ nguyên, thực lực vượt xa thương huyền quang, nhưng ở trước mặt Ali, ông ta lại quá nhỏ bé, bất giác vừa sợ vừa giận cô là sinh linh hỗn độn. Ali gõ vào đầu ông ta một cái nói, kêu cái gì mà kêu, còn kêu nữa tôi ăn ông đấy. Nói rồi, cô còn nhe răng mình ra, dọa thương tổ vội vàng nghiêng mặt đi. Thấy thương tổ cũng đã bị khống chế, thương huyền quang hoàn toàn thất vọng, nói cậu bạn à, có lời cứ nói cậu có bất kỳ yêu cầu gì, nhà họ thương tôi cũng đồng ý thỏa mãn. Ngô Bình cân nhắc một lúc rồi hỏi, tôi nghe nói, nhà họ thương các ông là một trong những thế lực lớn ở đại lục Thương Hải, không biết địa bàn các ông lớn đến đâu. Thương Huyền Quang, địa bàn nhà họ thương, chiếm chừng hơn một phần mười đại lục. Ngô Bình, một phần mười, vậy cũng không nhỏ. Sau đó anh lại hỏi, vậy dưới nhà họ thương, có bao nhiêu nhân khẩu? thương huyền quang, ước chừng có 7.000 tỷ người. Sư Tôn, Sư Tôn quyết định đi, ngộ binh mời tiên tử phiêu miểu đến. Tiên tử phiêu miểu nhìn thương huyền quang và thương tổ, nói thương tổ này là cao thủ tam kỷ nguyên, giữ lại sẽ là mầm mống tai họa, Ali, giết ông ta. Ali cười nói, đã biết. Chỉ thấy cô ấy vươn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái miệng lớn, đầy răng nhỏ li ti, lập tức nuốt lấy thương tổ cắn nuốt thương tổ, vẻ mặt Ali thoải mái, nói ăn cao thủ tam kỷ nguyên đúng là khác hẳn, rất bổ dưỡng. Thương huyền quang bị dọa ngây ngốc, liên tục cầu cứu, mắt đẫm lệ. Tiên tử phiêu miểu lạnh lùng nói, tôi có thể không giết ông, nhưng kể từ bây giờ, ông và nhà họ thương phải nghe theo lệnh chúng tôi. Vâng vâng, bà bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm đó, thương huyền quang bị dọa sợ sắp chết rồi, cái gì cũng đồng ý. Ngô Bình, Sư Tôn, hay là giết hết đi. Tiên tử phiêu miểu khẽ thở dài, xử lý hung thủ là được rồi, những người còn lại thì cứ giữ mạng. Huyền Bình, sau này con chính là gia chủ mới của nhà họ thương. Ngô Bình ngây người, con làm gia chủ nhà họ thương. Tiên tử phiêu miểu lạnh nhạt nói, không gì không được cả. Tất cả người nhà họ thương sẽ đổi họ, sau này sẽ mang họ lý. Ngô Bình nhìn Thương Huyền Quang, ông đồng ý không? Thương Huyền Bình lập tức nói, đồng ý, tiểu nhân đồng ý. Ngô Bình, Sư Tôn, cho dù nhà họ Thương đồng ý đổi họ, nhưng dù sao cũng không phải người cùng huyết thống với con. Tiên tử phiêu miểu, vậy thì sao, tìm vài cô gái có xuất thân tốt một chút, xinh đẹp chút trong nhà họ Thương, toàn bộ đều thiếp cho con. Như vậy, mọi chuyện đều hợp lý rồi audio điện tử võ tấn bền Ngô Bình chớp mắt, "Sư tôn, làm như vậy không tốt lắm." Tiên tử phiêu miểu, "Sau này, chúng ta còn phải thu nạp các đệ tử trốn thoát của Tiên giáo Thái Thanh. Bây giờ Tiên giáo Thái Thanh không còn như trước, không cần thiết phải tiếp tục tồn tại nữa. Ta nghĩ, chỉ bằng sắp xếp bọn họ đến địa bàn nhà họ Thương, có con nắm giữ, nhà họ Thương chính là của chúng ta." Ngô Bình nghĩ đến đại lục hồng hoang cũng không hề thái bình, cũng không bằng bên này, bèn gật đầu, sư tôn nói có lý, cứ vậy mà làm. Thương huyền quang vội nói, nhà họ thương tôi có 10 vạn người, nhân khẩu các chi có hơn trăm triệu, trong đó có rất nhiều mỹ nữ, hai người cứ tùy ý chọn. Ngô Bình nhìn ông ta, nói tôi vẫn không an tâm về ông, sẽ để lại cấm chế trên người ông, sau này nếu ông dám hai lòng, tôi sẽ khiến ông nổ tung lập tức. Thương huyền quang run rẩy, vâng. Ngô Bình truyền một luồng sức mạnh vào thân thể ông ta. Sức mạnh này là sức mạnh thực sự từ vũ trụ chủ, chủ, thân thể thương huyền quang này không chịu đựng nổi. Nhưng, sắc mạnh này do Ngô Bình khống chế, cũng không có chuyện gì. Đặt cấm chế xong, tiên tử phiêu miểu thu nạp các đệ tử và trưởng lã thoát được, Ngô Bình thì đi cùng thương huyền Bình đến nhà lớn nhà họ thương. Nhà họ thương này là thế lực đỉnh cao ở nơi này, nơi ở cũng cực kỳ rộng lớn, nhà cửa vô vàn, hơn nữa khắp nơi đều là thời không động thiên, giống như một thành phố khổng lồ vậy. Ngô Bình Đại Khái đã biết được tình hình nhà họ thương, bảo thiên tuyết Linh Kiều giúp anh kiểm soát gia tộc khổng lồ này. Mức độ to lớn và phức tạp của nhà họ thương còn hơn cả một vương triều to lớn. Trên thực tế, dưới quyền nhà họ thương, có rất nhiều quốc gia, thậm chí là hoàng triều, nhà họ thương cũng rất có ảnh hưởng với những thế lực này. Ngoài ra, còn có một vài môn phái tu hành, số lượng cũng rất nhiều. Nhà họ Thương đối với những thế lực lớn nhỏ này, về cơ bản đều mặc kệ, mỗi năm chỉ lấy một lượng cống nạp nhất định. Cân nhắc đến sự ổn định, Ngô Bình không cho nhà họ Thương đổi họ ngay, mà là kiểm soát tài sản và nhân khẩu nhà họ Thương trước. Hai ngày sau, tiên tử Phiêu Miểu quay về, mang theo cả vạn đệ tử và trưởng lão Thái Thanh Tiên giáo. Hiện tại những người này không còn nhà để về tạm thời đều sắp xếp vào các chức vị quan trọng của nhà họ thương. Sau khi tiên tử phiêu miểu đến, các mỹ nữ trong nhà họ thương mà thương huyền quang chọn ra cũng đã được đưa đến, tổng cộng có 300 người. Những cô gái này, xuất thân không tệ, vẻ ngoài cũng rất xuất chúng. Ngô Bình nào có tâm tư chọn phụ nữ, bèn để thiên tuyết Linh Kiều thay mình chọn, anh tập trung sức lực vào chuyện tiền bạc. Nhân khẩu nhà họ thương nắm giữ rất nhiều, nhưng người nuôi dưỡng cũng nhiều, thu nhập cao, tiêu xài cũng nhiều. Hiện tại, thu nhập mỗi năm nhà họ thương có chừng 150 tỷ tiền đạo tôn, còn chi tiêu cũng đến 130 tỷ. Nhưng, nhà họ thương nắm giữ địa bàn này bao nhiêu năm nay, tích lũy cũng nhiều vô vàn, chỉ riêng tiền bạc cũng có 13.000 tỷ tiền đạo tôn. Tính những bảo vật khác, tổng cộng ít nhất cũng 30.000 tỷ tiền đạo tôn. Ngô Bình nắm giữ tài sản này, Đồng thời giảm bớt chi tiêu, tiền chia cho các những, các phòng cũng giảm bớt. Không chỉ cắt giảm, mà còn bắt bọn họ đúng hạn giao một ít tiền cho anh, nếu không sẽ giết chết toàn bộ. Muốn khống chế một gia tộc to lớn như nhà họ thương, thực lực của hơn một vạn đệ tử và trưởng lão Thái Thanh Tiên giáo rõ ràng là không đủ. Vì vậy, hôm nay, anh đưa một vạn người vào trong sào huyệt tà ma. Anh hấp thụ năng lượng vũ trụ chính trong tâm vũ trụ sau đó thông qua xào huyệt tà ma nâng cao tư chất và thực lực của bọn họ, đồng thời truyền thụ cho bọn họ con đường tu tiên nhân đạo. Sau đó, anh lại tăng tốc. Hiện tại, tài nguyên anh nắm trong tay, tài nguyên của nhà họ thương đều dùng không hết, đương nhiên sẽ không tiếc bỏ chút vốn ra. Rất nhanh sau đó, hơn vạn tu sĩ này ở bên trong trái qua một nghìn năm, ai ai cũng thăng cấp nhanh chóng. Đa phần bọn họ đều đạt đến chân tiên cấp số, hơn nữa, Bản thân còn sở hữu thể chất chân hầu, có một ít thậm chí còn đạt đến đạo quân, thể chất chân vương. Vừa đi ra, những người này đã được kết nối với Thiên Tiên giới và Kim Tiên giới của Ngô Bình, còn sức mạnh của bọn họ cũng vì vậy mà trở thành một phần sức mạnh của Ngô Bình. Chỉ những người này không thì chưa đủ, Ngô Bình quyết định lại bồi dưỡng thêm một vài thánh vệ, thánh binh. Nuôi dưỡng bọn họ cần có nhân tài, tư chất không thể quá kém. Vì thế với danh nghĩa gia chủ nhà họ Thương, anh tuyên bố bên ngoài, trong toàn bộ các thế lực lớn nhỏ dưới quyền nhà họ Thương, chiêu mộ những người có tư chất xuất sắc, trao cho họ tài nguyên khổng lồ, nhưng số lượng có hạn, danh sách có hạn này được phân bổ cho các thế lực lớn nhỏ bên dưới. Trong mắt những thế lực này, nhà họ Thương lớn mạnh không gì so sánh, là đỉnh cao. Vì thế, các thế lực lớn nhỏ lập tức hành động, chưa đến 3 ngày, đã đưa đến nhà họ Thương 10 vạn nhân tài ưu tú nhất. Ngô Bình chọn ra một vạn người trong đó, bồi dưỡng bọn họ thành thánh vệ, số còn lại, bồi dưỡng thành thánh binh. Có 100.000 thánh binh thánh vệ này thì có thể bảo vệ được nhà họ thương rồi. Ở đây một thời gian, tình hình nhà họ thương cơ bản đã ổn định, anh bảo Ali trợ giúp tiên tử phiêu miểu, còn bản thân anh thì tìm một nơi bế quan, tiếp tục hoàn thiện cảnh giới đạo tổ của con đường tu tiên nhân đạo. Anh hiện tại đã là đại la kim tiên cấp cao nhất. Tiếp theo là đột phá đến đạo tổ cảnh. Khác biệt giữa đạo tổ và đạo quân chính là đạo tổ lĩnh ngộ đại đạo cao minh hơn, khống chế trật tự vũ trụ trong tay thuần thục hơn. Nói đơn giản hơn thì đạo tổ có thể nắm giữ nhiều đạo pháp hơn và đạo pháp mạnh hơn. Thế nhưng, đây chỉ là đạo tổ truyền thống trước kia, đạo tổ mà Ngô Bình muốn tu luyện, được anh gửi gắm thêm nhiều ý nghĩa hơn, chính là năng lực chống lại đại tai họa và chấp nhận chuyển hóa năng lượng vũ trụ chính khiến bản thân càng mạnh hơn. Đương nhiên, muốn có được sức mạnh vũ trụ chính, buộc phải tiến vào trong kim tiên giới của anh tu hành, dùng công đức đổi lấy. Đối với Ngô Bình mà nói, đạo tổ cũng không phải chuyện gì khó, anh chỉ cần hai ngày để chia các cấp nhỏ của cảnh rời này ra, rồi tự mình tu luyện. Đến ngày thứ ba, anh trở thành đạo tổ chân chính. Trong lúc này, anh dễ dàng học được hơn trăm loại đạo thuật. Hôm nay anh vừa tu luyện xong, Thiên Tuyết Linh Kiều đã đến gặp anh, cười nói: "Huyền Bình, em đã chọn ra 5 cô gái trong 300 người, nhân phẩm và vẻ ngoài đều rất tốt." Ngô Bình: "Ừ, sau này em chăm sóc bọn họ đi." Thiên Tuyết Linh Kiều: "Huyền Bình, tuy bọn họ là thê thiếp, nhưng dù sao cũng là phụ nữ của anh, anh cũng nên đi gặp thử đi." Thấy cô kiên trì, Ngô Bình chỉ đành đi đến sảnh lớn, trong sảnh lớn xa hoa có năm cô gái đang đứng quả thực là quốc sắc thiên hương cực kỳ xinh đẹp bọn họ nhẹ nhàng làm lễ bái kiến lão gia ngô bình gật đầu sau này các cô phải nghe theo linh kiều được rồi lui xuống đi năm cô gái lui xuống thiên tuyết linh kiều cười nói huyền bình hiện tại nhà họ thương đã do anh nắm giữ rồi ngô bình ừ đã lâu không về nhà rồi linh kiều em giúp sư tôn làm việc anh về nhà một chuyến. Thiên tuyết Linh Kiều, Huyền Bình cứ đi, em và Sư Tôn chắc chắn sẽ giải quyết tốt chuyện nhà họ thương. Anh nói đi là đi, không lâu sau đã quay về đại lục hồng hoang. Trên đường, anh đi một chuyến đến thần nông cốc, bái kiến liễu thần, đào tổ, sâm tổ, thất bảo hồ lô, tử đăng. Trước tiên là đến tìm sâm tổ, thái sơ thần thủy này, có thể chữa trị thương thế của anh ta anh lấy ra một lọ thái sơ thần thủy, cười nói, anh xâm, thái sơ thần thủy này, tôi tìm giúp anh rồi. Vậy sao, tốt quá rồi, xâm tổ vui mừng, mau tưới vào dễ tôi đi. Ngô Bình đổ một phần ba bình, hỏi, đủ chưa? Gốc xâm đầu tiên trên thế gian này run rẩy cả người, nói, đổ thêm một nửa. Ngô Bình lại đổ thêm nửa bình nước thần, xâm tổ lập tức rơi vào trầm mặc trông bộ dạng như đang hấp thụ thái sơ thần thủy mọi phương diện, khôi phục tu vi. Ngô Bình lại tìm sang đào tổ, cười nói, anh đào, anh cũng lấy chút không? Đào tổ cười nói, đây là thứ tốt, cho tôi một ít đi, trong bình là đủ rồi. Vì thế Ngô Bình đổ vào rễ, cây đào lập tức nở hoa, sau đó nhanh chóng kết quả. Chưa đến nửa canh giờ, cây đào đã mọc đầy trái, có đến hơn trăm trái. Đào Tổ nói, "Cậu em, mấy trái đào này cậu hái đi." Ngô Bình khẽ cười, "Cảm ơn anh đào." Sau đó, anh lại đến chỗ Liễu Thần, hỏi, "Gì liễu, gì có đây không?" Liễu Thần cười nói, "Huyền Bình, anh quay lại từ con đường chân thánh sao?" Ngô Bình, "Đúng vậy, quay lạ mấy ngày rồi. Gì liễu, Thái Sơ Thần Thủy này, tôi cũng đưa gì một ít." Liễu Thần cười nói, "Đối với tôi mà nói, nó đúng là bảo bối vô thượng. Ngô Bình lấy ra một bình, lập tức đổ vào rễ cây liếu, lập tức, lá liễu chuyển động, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Còn không, liễu thần hỏi. Ngô Bình nói, đương nhiên còn. Anh lại lấy ra hai bình, lần lượt đổ vào phần rễ. Cứ như vậy, anh đổ liên tục bảy bình, liễu thần mới nói, được rồi huyền bình. Ngô Bình nói, gì liễu, thái sơ thần thủy này tôi vẫn còn, gì cần thì cứ hỏi tôi. Liễu thần cười nói, tôi bây giờ đã khôi phục thực lực lúc thời kỳ đỉnh cao rồi. Vừa dứt lời, cành liễu vốn khô héo trong tay ngô bình, sau đó lại có một cành liễu xanh tươi từ trên trời rũ xuống, có bảy chiếc lá trên đó đáng phát sáng. Liễu thần nói, cành liễu này có thể dùng được một phần ba thực lực của tôi. Bên trên có bảy chiếc lá, có thể làm thuốc, cũng có thể giúp anh đỡ được đòn tấn công từ kẻ địch một lần có thể dùng một chiếc lá. Ngô Bình cười nói, đồ tốt, cảm ơn dì liễu. Bên chỗ thất bảo hồ lô chắc hẳn cần dùng thái sơ thần thủy, anh đi hỏi thử xem. Ngô Bình gật đầu, sang tìm thất bảo hồ lô. Thất bảo hồ lô biết ý định anh khi đến, cười nói, Huyền Bình, không ngờ anh có thể tìm được thái sơ thần thủy, quả thực tôi rất cần nó. Ngô Bình lấy ra một bình đổ vào phần rễ, toàn bộ hồ lô đều rung chuyển sau đó, một hồ lô xanh lam bỗng rơi xuống, bay vào tay Ngô Bình. Thất bảo hồ lô cười nói, đát là bảo bối thứ nhất của thất bả hồ lô tôi, càn khôn hồ lô. Càn khôn ở bên trong nó, có thể dùng làm pháp khí động thiên, có được nó thì có thể ngao du giữa các vũ trụ. Ngô Bình cười nói cảm ơn. Cuối cùng, anh lại đến thăm tử đằng, cung cấp một ít thái sơ thần thủy. Sau khi gặp mọi người, anh lại đến trước động thần nông động thần nông này chỉ có thánh hoàng mới có thể đi vào lần trước anh đến vẫn chưa phải thánh hoàng bây giờ cuối cùng cũng có thể mở được mày rồi anh khẽ cười đi đến trước động quan sát được một lúc anh tiến thẳng vào trong có thể nhìn thấy xung quanh có ba lớp cấm chế lần lượt bị anh phá giải đi vào hang động thêm một quãng nữa anh nhìn thấy một màn ánh sáng màu xanh lục anh bước tới và băng qua màn sáng. Sau màn sáng ấy là một không gian vô cùng rộng lớn, bên trong có rất nhiều món đồ, từng bó dược liệu bị cấm chế phong ấn, ba lò đan lơ lửng giữa không chung, ngoài ra còn có một lượng lớn thẻ ngọc và lọ đan dược. Một người đàn ông khoanh chân ngồi trên bệ ngọc ở giữa, không còn hơi thở cũng không có khí tức sinh mệnh. Nhưng thi thể của người này không hề thối giữa mà được ngọc hóa, ngay cả quần áo mặc trên người cũng không bị hư hại gì tuy thi thể đã chết nhưng vẫn có thể tỏa ra khí tức của Thánh Hoàng. Ngô Bình biết người này chắc chắn là Thánh Hoàng Thần Nông, một trong những tài năng kiệt xuất nhất thời Thái Cổ chân Nhân. Anh chậm rãi tiến về phía trước, cúi người thật sâu trước Thần Nông, vãn bối Lý Huyền Bình, kính chào tiền bối. Sau khi cúi lại Thần Nông, anh phát hiện bên cạnh thi thể có một hộp ngọc, trên nắp hộp có viết một dòng chữ, hãy uống thánh đan, nhận lấy truyền thừa. Anh mở hộp ra, bên trong có một viên đan màu xanh vừa nhìn đã thấy rất phi thường trong thánh đan chứa đựng những hiểu biết và sự học cả đời cùng một phần ký ức của thần nông vái lại thêm lần nữa ngô bình lập tức uống thánh đan rồi khoanh chân ngồi ngay bên cạnh thánh đan vừa vào bụng trong đầu anh liền vang lên một giọng nói hiền hòa và thuần hậu công lực người kiếp tu hành của ta đều nằm trong thân xác này bên giờ truyền lại toàn bộ cho cậu bỗng nhiên thi thể kia mở mắt Đôi mắt phát ra hai luồng thánh quang, chiếu vào mắt Ngô Bình. Một luồng năng lượng cực lớn liền rót vào cơ thể anh. Hóa ra thần nông đã đầu thai chuyển kiếp 9 lần, mỗi một lần đều tạo dựng được thành tựu rất lớn. Có một kiếp thần nông đã trở thành thiên thánh đương thời, có một kiếp thì tu luyện công pháp vô tộc đến cực điểm và trở thành thiên vu. Thậm chí, ông ấy có một kiếp ẩn mình ở thần tộc, tu luyện công pháp của thần tộc đến cảnh giới cực cao suýt chút nữa đã trở thành nòng cốt của thần tộc. Ở khiếp mạnh nhất, ông ấy đã trở thành kẻ mạnh kỷ nguyên. Những luồng sức mạnh này được ông ấy cất giấu ở 10 thời không bí mật trong cơ thể, chờ người có duyên. Sức mạnh này quá lớn, nếu không nhờ Ngô Bình trở thành thánh hoàng và lấy được rất nhiều lợi ích khi đi con đường chân thánh, thì bây giờ anh sẽ không có khả năng gánh vác nguồn năng lượng mạnh đến thế. Sức mạnh của thần nông không ngừng rót vào, sau đó được Ngô Bình phong ấn trong vũ trụ nhỏ, chậm rãi hấp thụ. Tuy bây giờ anh rất mạnh, nhưng cũng không thể hấp thụ hết sức mạnh đáng sợ từ 10 kiếp tu hành của thần nông chỉ trong chốc lát. So với sức mạnh của thần nông, trí tuệ và kinh nghiệm tu hành của thần nông lại càng vô cùng chân quý. Chúng như dòng suối chậm chậm, chậm chảy vào tim Ngô Bình. Vài canh giờ sau, ánh sáng biến mất, thi thể thần nông hóa thành cho bụi. Ngô Bình mở mắt ra, khẽ thở dài rồi lại cúi người về phía thi thể thêm lần nữa, cảm ơn tiền bối đã dìu dắt. Sau đó anh phất tay một cái, toàn bộ dược liệu, đan dược, lò đan và thẻ ngọc đều được anh cất vào. Anh quay người rời khỏi động thần nông. Ra khỏi động thần nông, Ngô Bình chào tạm biệt đám liễu thần rồi về nhà thăm người thân. Vừa về đến nhà, anh đã cảm thấy khí thức xung quanh vô cùng nặng nề, biết ngày hỏa hoàng nhi lại bế quan đột phá. Nhưng rõ ràng Hỏa Hoàng Nhi gặp phải khó khăn, đang chật vật ở bên rìa cảnh giới. Lúc này, Hỏa Hoàng Nhi đang khoanh chân ngồi trong không gian ngập tràn ngọn lửa. Cô bé đang thức tỉnh sức mạnh của bá chủ thời hỗn mang ở kiếp trước. Nhưng không biết vì sao, luồng sức mạnh ẩn sâu trong linh hồn lúc này lại trở nên cực kỳ cuồng bạo, điều này khiến trong lòng Hỏa Hoàng Nhi cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ ấy khiến cô bé không dám giải phóng sức mạnh của Phượng Hoàng. Đột nhiên, không gian bị ai đó xé toạc, Ngô Bình đã bước vào. Nhìn thấy Ngô Bình, Hỏa Hoàng Nhi bật khóc, "Bố ơi, có thể con sẽ chết." Ngô Bình nở nụ cười, "Đừng sợ, có bố ở đây." "Nói cho bố nghe, con đang gặp rắc rối gì?" Hỏa Hoàng Nhi đáp, "Con là Sinh Linh Phượng Hoàng thời hỗn mang. Trong khoảng thời gian qua, con vẫn luôn khổ luyện Thiên Cực kiếm kinh, đã gần đạt đến cực điểm." Cùng lúc đó, sức mạnh tiềm ẩn trong sâu thẳm linh hồn con cũng dần dần tỉnh giấc con nghĩ rằng thời cơ hồi phục thực lực đã đến rồi nên mới tới đây thử đột phá nào ngờ khi con vừa chạm vào sức mạnh kiếp trước nó lại vô cùng bài xích con bố ơi con cảm thấy nó muốn nuốt chừng cơ thể hiện tại của con xóa ý thức của con con sợ lắm ngô bình nói chuyện này rất bình thường tuy tu vi của con rất cao nhưng kiếp trước con lại là phượng hoàng phượng hoàng còn lớn mạnh hơn Bây giờ con muốn thả ra, tất nhiên Phượng Hoàng sẽ muốn nuốt chửng mọi thứ của con và thay thế con rồi. Hỏa Hoàng Nhi khóc nức nở, không được đâu, như vậy con sẽ không còn nhớ bố và những người thân bên cạnh nữa. Ngô Bình xoa đầu cô bé, có bố ở đây, chuyện này đương nhiên sẽ không xảy ra. Anh đặt tay lên đỉnh đầu Hỏa Hoàng Nhi, một luồng sức mạnh khủng khiếp rót vào, bắt đầu tiếp xúc với sức mạnh của Phượng Hoàng. Ngày xưa Phượng Hoàng là kẻ mạnh cấp vũ trụ, tuy năng lượng mà hỏa Hoàng Nhi giữ lại không nhiều, nhưng cũng tương đương với thực lực của kẻ mạnh ngũ kỷ nguyên. Lúc này, Ngô Bình đã sử dụng sức mạnh của vũ trụ chính, giúp hỏa Hoàng Nhi trấn áp rồi từng bước hấp thụ sức mạnh của Phượng Hoàng. Chỉ sau chốc lát, Phượng Hoàng cuồng bạo kia đã ngoan ngoãn hơn, nỗi sợ trong lòng hỏa Hoàng Nhi cũng biến mất. Cô bé chậm chậm hấp thụ sức mạnh của Phượng Hoàng, cái này mất thì cái kia sinh, sau nửa ngày, Hỏa Hoàng Nhi đã có thể áp chế sức mạnh của Phượng Hoàng, sau đó tự chủ hấp thụ và luyện hóa nó. Hai giờ nữa trôi qua, Hỏa Hoàng Nhi kêu lên một tiếng thật dài, phía sau xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng, bá chủ thời hỗn mang khổng lồ. Thực lực của cô bé cũng nhờ đó đạt đến trình độ của kẻ mạnh tam kỷ nguyên. Ấm! Uhm. Cùng lúc ấy, cô bé tu luyện xong tầng cuối cùng của thiên cực kiếm kinh, có được toàn bộ sức mạnh của bộ công pháp thiên phẩm này suy nghĩ trong đầu vừa nảy ra xung quanh hỏa hoàng nhi liền xuất hiện hàng triệu luồng kiếm quang lửa ngay cả ngô bình nhìn thấy còn tê dần cả ra đầu giỏi lắm cuối cùng con cũng đột phá rồi ngô bình cười bảo hai bố con bước ra khỏi không gian hỏa hoàng nhi vừa đột phá nên muốn tìm ai đó đánh một trận ngô bình nhìn ra ý định ấy bèn cười nói đến đây nào bố so chiêu với con vâng Hỏa Hoàng Nhi khẽ cười, vẫy tay một cái, một thanh kiếm lửa khổng lồ xuất hiện và tấn công về phía Ngô Bình. Ngô Bình nhấc tay phải lên, trong không trung liền xuất hiện một tấm khiên. Kiếm lửa đánh vào tấm khiên khiến cánh tay anh tê dại, song kiếm lửa cũng vỡ ra. Sau đó hai bóng người giao chiến giữa không trung, mỗi một cú đấm và cú ra chân đều có thể hủy diệt sao trời. Đánh được nửa giờ, Hỏa Hoàng Nhi cười nói, "Bố ơi, Bây giờ bố còn lợi hại hơn cả con nữa. Ngô Bình bảo, không đánh nữa, Hoàng Nhi, về nhà thôi. Vâng ạ. Khi hai bố con về nhà, Ngô Bình gọi ông bà, bố mẹ và các thành viên khác trong gia đình vào cung để bàn bạc với họ một chuyện. Ông à, ở Thiên Cung, cháu đã mở ra tử hư cung, đó là nơi ở của con thiên đế. Môi trường ở nơi đó rất tốt, đại trận phòng ngự cũng rất mạnh vậy nên cháu đang suy nghĩ, liệu chúng ta có nên chuyển đến đó sinh sống không? Lý Vân đầu nói, Tiểu Bình à, nếu chuyển đến đó, chẳng phải chúng ta sẽ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài hay sao? Ngô Bình cười đáp, không đâu ạ, à, nơi đó rộng lớn lắm, dài 3.000 dặm, có thể sống ít nhất vài triệu người. Chỉ cần mọi người chuyển đến đó ở, cháu sẽ chuyển cả cư dân lân cận đến sống cùng. Lý Niệm Tổ lên tiếng, Tiểu Bình, đông người một chút sẽ tốt hơn. bố cảm thấy phải có vài chục triệu người mới được. Ngô Bình trả lời không thành vấn đề, chỉ cần mọi người thích thì đưa một trăm triệu người theo cùng cũng được ạ. À. Thiên cung của thành thủ Dương Tọa lạc ở Đại thế giới Thái Thanh, còn anh bây giờ tương đương với chủ của Đại thế giới Thái Thanh. Đại thế giới Thái Thanh vốn có một lượng lớn dân cư, bây giờ anh đã khống chế nhà họ Thương, sau này sẽ là người nắm quyền quyết định của Đại thế giới Thái Thanh có tiếng nói cao nhất. Ngoài ra, anh còn lấy đại thế giới Thái Thanh làm cơ sở, từ đó nắm giữ cả đại thế giới Thượng Thanh, đại thế giới Ngọc Thanh, trở thành chủ của ba giới. Sau khi thuyết phục người nhà, Ngô Bình lập tức bắt tay vào sắp xếp. Anh bảo người trong nhà chuẩn bị, còn mình thì đưa đường băng vân và cấm quân đến tử hư cung trước. Tử hư cung, thiên cung, thành thủ dương. Diệp băng hy vẫn luôn ở đây chờ anh quay về, rất vui mừng khi gặp lại anh. Ngô Bình gọi Hồng Giáp vệ ra và giao cho đường băng vân thống lĩnh, băng vân, anh chuẩn bị thành lập tiên quốc Thái Thanh ở đại thế giới Thái Thanh. Trong đại thế giới Thái Thanh có hàng trăm triệu người dân. Nếu họ đều tu tiên, tiên quốc Thái Thanh sẽ trở nên vô cùng hùng mạnh. Đường băng vân nói, Huyền Bình à, thay vì thành lập quốc gia, chỉ bằng trực tiếp thành lập môn phái đi các nước nhỏ và thế lực nhỏ bên dưới sẽ do đệ tử môn phái quản lý, như vậy anh sẽ đỡ vất vả hơn. Nghe vậy, Ngô Bình cảm thấy rất có lý, bèn cười đáp cũng được. Thành lập một quốc gia có rất nhiều việc để lo, chúng ta chỉ cần thành lập một môn phái là được, vậy sau này nó sẽ tên là Thái Thanh Tiên Tông. Muốn thành lập môn phái, tất nhiên phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phiêu Miểu tiên tử. Ngô Bình lại đến Đại Lục Thương Hải một chuyến chọn ra 3.000 người từ hàng vạn đệ tử của tiên giáo Thái Thanh để trở về đại thế giới Thái Thanh. Những chuyện khác không cần Ngô Bình nhọc lòng nữa. Anh chỉ cần giao quyền công pháp cho đường băng vân và diệp băng hy, chuyện còn lại giao cho hai cô gái hướng dẫn 3.000 người kia thực hiện. Tất nhiên Ngô Bình cũng không dỗi rãi. Chuyện anh cần làm bây giờ là bố trí đại trận, giúp đại thế giới Thái Thanh an toàn hơn. Nếu không thì lại có sự cố tương tự cuộc xâm lược của nhà họ thương xảy ra, sẽ gây nguy hiểm cho người nhà anh. Trong truyền thừa của thần nông có đại trận ngũ hành hộ giới, uy lực cực lớn, dù là kẻ mạnh kỷ nguyên cũng rất khó đột phá. Bày đại trận này cần một lượng lớn tài nguyên, tiêu tốn rất nhiều. May mà hiện nay anh không thiếu tiền, chẳng bao lâu sau đã gom đủ vật liệu, bèn bắt tay vào bố trí. Khi thiết lập đại trận, anh đã giải phóng một phần sức mạnh của thần nông kiếp trở thành thiên thánh, cộng thêm sức mạnh trong vũ trụ nhỏ của anh, nên chỉ mất 3 ngày, đại trận đã được thiết lập thành công. Lúc này, Ngô Bình đứng trong vũ trụ, bên dưới là một thế giới có hình con gà, chính là đại thế giới Thái Thanh. Tay phải của anh chỉ một cái, bên ngoài đại thế giới này liền biến thành một kết giới đại trận năm màu, bảo vệ vững chắc đại thế giới Thái Thanh. Sau khi bố trí xong đại trận, Ngô Bình lấy ra một phần tài nguyên trong tay ra và gửi vào đại thế giới sau đó kích hoạt đại trận để tăng tốc dòng chảy thời gian của đại thế giới Thái Thanh. Trong đại thế giới Thái Thanh có 300.000 tỷ dân, lúc này, toàn bộ người dân đều tu luyện con đường tu tiên nhân đạo. Theo thời gian, trong số những người này đã liên tục sản sinh ra một nhóm hư tiên. Sau khoảng trăm năm, số lượng hư tiên của đại thế giới Thái Thanh đã đạt đến con số 3 triệu, còn không ngừng tăng lên. Một trăm năm nữa trôi qua, liên tục sản sinh ra hơn 60.000 chân tiên. Tất nhiên, trong 200 năm qua, đại thế giới Thái Thanh cũng dần dần hoàn thiện. Đường băng vân quản lý rất trật tự nề nếp, tu vi của 3.000 đệ tử và trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tôn do Ngô Bình chọn ra cũng tăng đáng kể, sản sinh không ít kẻ mạnh ở cảnh giới đạo quân. Tu vi của đường băng vân đã đạt cảnh giới đạo tổ. Diệp băng hy cũng đạt đến cảnh giới đại đạo quân. Nên biết rằng, những người này đều tu luyện con đường tu tiên nhân đạo, ở cùng cấp bậc nhưng thực lực của họ sẽ vượt xa tu sĩ truyền thống. Trong thời gian này, Ngô Bình cũng nhiều lần xuất hiện ở đại thế giới Thái Thanh, vận hành Thái Thanh Tiên Tông. Lúc này, Thái Thanh Tiên Tông đã có hơn 7 triệu đệ tử, trong đó có gần 5 triệu đệ tử hư tiên, hơn 85.000 đệ tử chân tiên, đạo quân có 157 người, đại đạo quân có 29 người, đạo tổ có 6 người. Điều đáng nhắc đến là 200 năm trôi qua quá tẻ nhạt, Ngô Bình lại thường xuyên đến đây, nên anh và Diệp Băng Hy, Đường Băng Vân đã có con. Đường Băng Vân sinh cho Ngô Bình một trai một gái, bé gái tên là Lý Nhân, bé trai tên Lý Giật. Diệp Băng Hy hạ sinh một bé trai cho Ngô Bình, đặt tên là Lý Thái Nhất. Ba đứa trẻ sinh ra ở Đại Thế Giới Thái Thanh, nhưng đến năm 15, 16 tuổi, chúng lần lượt đưa đưa đến chỗ ông bà sinh sống tuy rằng chỉ mới 15, 16 tuổi, nhưng tu vi của cả ba đều không thấp. Dù sao chúng cũng có huyết mạch thánh hoàng và huyết mạch chân tổ, trong cơ thể có năng lượng của vũ trụ chính, nên cả ba đều có tài năng hơn người. Từ năm 13 tuổi, Lý Nhân đã trở thành đạo quân, bây giờ đã đạt đến cấp bậc đạo tổ. Nếu không vì cảnh giới sau con đường tu tiên nhân đạo chưa xuất hiện thì Lý Nhân đã là đạo tôn từ lâu rồi. Lý Giật và Lý Thái Nhất cũng ngang ngửa, đều ở trình độ đạo tổ. Đương nhiên, ngoại trừ việc là đạo tổ, cả ba cũng ở cảnh giới chân hoàng, thánh vương, thế nên thực lực thật sự có thể át cả đạo tôn, áp sát kẻ mạnh kỳ nguyên. Đại thế giới Thái Thanh đã trải qua 200 năm, nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua vài ngày. Đợi mọi thứ ổn định, Ngô Bình mới đưa cả nhà đến thành Thủ Dương. Sau 200 năm phát triển, quy mô của thành Thủ Dương đã mở rộng gấp 3 lần. Theo ý của các trưởng bối, Ngô Bình đã đưa 10 triệu người đến tử hư cung, tham gia vào các công việc khác nhau. Trong tương lai, anh ta sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn của mình ở thiên cung và đón thêm nhiều người đến đây. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho gia đình, Ngô Bình ở nhà một thời gian. Sự xuất hiện của Lý Giật, Lý Nhân, Lý Thái nhất khiến nhà cửa rộn ràng hơn hẳn. Theo Lý mà nói, đám Lý Dược Sư sinh trước sẽ là anh lớn nhưng bọn Lý Giật đã sống một thời gian dài ở đại thế giới Thái Thanh nên trở thành người thành niên cả rồi. Hôm nay, Ngô Bình và Đường Tử Di đã đi tìm hiểu khu vực mới trong thiên cung. Lý Giật và Lý Thái Nhất Bèn gọi Lý Dược Sư và Lý Tinh Kiếm đến. Lý Giật cười nói, anh cả, anh hai, ở đây chán quá, hai anh theo bọn em ra ngoài chơi không? Lý Dược Sư là anh cả, Lý Tinh Kiếm là anh hai, tuy tuổi còn nhỏ nhưng dáng dấp đều cao lớn. Lý Dược Sư ra vẻ người lớn, bảo rằng, em ba à, bố không cho phép chúng ta tự ý ra ngoài, các em nên ngoan ngoãn ở nhà thì hơn. Lý Thái Nhất cười hi hi, anh cả, thực lực của bốn anh em chúng ta không thể nói là có thể đánh thắng kẻ mạnh kỳ nguyên, nhưng nếu gặp phải đạo tôn, đạo tổ này kia cũng không cần phải sợ mà. Đi ra ngoài chơi một tí rồi về trong ngày, bố sẽ không biết đâu. Dù sao Lý Dược Sư cũng chỉ là đứa trẻ, rất dễ dao động. Cậu bé nhìn sang Lý Tinh Kiếm, thấy đối phương chớp mắt nói, anh cả, nếu về trong ngày thì em cảm thấy không sao đâu. Lý Thái Nhất cất lời, anh cả, hay là chúng ta đi chơi ở gần đây thôi. Đại thế giới Thái Thanh cách tiên giới không xa, chúng ta đến tiên giới chơi đi. Hơn nữa, không phải gì Tuyết và chị Tiểu Tiên ở đó sao, chúng ta đến thăm họ luôn. Dì Tuyết mà họ nói là đào như Tuyết, chị Tiểu Tiên chính là Tiên Nhi, lý dược sư cũng nhớ lý tiểu tiên cuối cùng cậu bé cũng bị thuyết phục thôi được chúng ta đi chơi một lát thôi nhưng không được lâu quá và lúc ra ngoài các em cũng phải nghe lời anh lý giật đáp dĩ nhiên rồi bọn em đều nghe theo anh cả sau khi bàn bạc xong bốn anh em cùng nhau đến tiên giới cả bọn không cần trận vận chuyển nhảy thẳng qua hàng trăm triệu thời không là đến đại thế giới trung tâm của tiên giới lần đầu tiên ra ngoài nên cả bọn đáp xuống không chuẩn xác lắm khi đặt chân xuống đất họ phát hiện mình đang đứng ở ven một thành phố rất lớn dòng người qua lại sầm uất vô cùng trên cổng thành khác ba chữ lớn thành cực lạc ơ đây là đâu vậy lý dược sư gãi đầu cậu bé còn nhỏ tuổi không ra ngoài nhiều nên không biết nơi này dù sao lý giật cũng 20 tuổi rồi bèn cười nói anh cả chúng ta vào đó thăm thú trước đi nhân tiện nghe ngóng đế đô năm ở đâu. Thế là bốn anh em tiến vào thành cực lạc, phía trên cổng thành, hai người đàn ông mặc trường sam trông thấy bọn họ vào thành, người mặc áo vàng bèn cười bảo, đám người này ăn mặc xa hoa, chỉ riêng quần áo đã có giá trị liên thành, chắc chắn là con nhà giàu có. Lát nữa phải kéo họ vào sòng bạc, đến khi đó, bọn họ sẽ là cây hái tiền của chúng ta. Người mặc áo tím còn lại cười cười, chuyện này chúng ta đã làm hàng vạn lần rồi, lần nào mà chẳng thành công. Cứ giao cho tôi đi. Khi tiến vào thành cực lạc, bốn anh em nhìn thấy đường xá rộng rãi, ngựa xe tấp nập, hai bên có đầy cửa hàng, sầm uất cực kỳ. Hơn nữa, phần lớn hoạt động kinh doanh của thành cực lạc đều liên quan đến ăn uống vui chơi, nhìn lướt qua chỉ thấy toàn sòng bài hoặc thanh lâu. Bọn Lý Giật đã từng chứng kiến sự phồn hoa, nhưng chưa từng đi đến nơi như thế này ai cũng chố mắt, nhìn đông ngó tây. Lý Dược Sư ho khan, em ba, đừng nhìn lung tung, nơi này không dành cho trẻ con chúng ta đâu. Tuy là trẻ con nhưng Lý Dược Sư biết người ta đến những nơi này làm gì, bèn lên tiếng nhắc nhở. Lý giật gãi mặt, thầm nghĩ mình đâu phải là trẻ con nữa. Nhưng cậu lại không dám nói vậy trước mặt anh cả, đành trả lời, anh cả, chúng ta tìm hàng quán để ăn trước đi. Bọn họ ăn uống ở nhà rất ngon, hoa quả bánh ngọt đều là hàng thượng hạng. Nhưng càng như vậy, họ càng hứng thú với những quán ăn dưới này hơn. Lý Dược Sư bảo, ăn thì không thành vấn đề. Hôm nay anh trả tiền, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Đúng lúc này, một chàng trai mặc áo trắng đi tới, non chạc tuổi Lý Giật, tướng mạo cũng rất anh Tuấn. Người này cứ nhìn về phía bên trái nên va phải Lý Giật. Lý Giật cau mày đối phương thì kinh ngạc, vội vàng cúi người, xin lỗi anh nhé. Ban nãy tôi hơi lơ đáng nên va phải anh, xin lỗi xin lỗi. Thấy đối phương đã hạ mình như vậy, còn liên tục nói xin lỗi, Lý Giật cũng là người tốt tính, bèn bảo không sao. Người này lại nhìn sang bên trái rồi thở dài, đột nhiên nước mắt rơi lã trã, tiếp tục đi về phía trước. Con người luôn tò mò, Lý Giật thấy vậy bèn ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Đứng sau lan can tầng 2 của một thanh lâu là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trông rất đáng thương, đang nhìn theo chàng trai áo trắng với nước mắt lưng tròng. Lý giật giật mình, nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết tình yêu mình từng đọc, cậu lập tức suy đoán rằng đôi nam nữ này từng yêu nhau, vội vàng gọi giật chàng trai áo trắng kia, "Sao anh lại khóc?" Chàng trai áo trắng lau nước mắt, đoạn thở dài, để anh cười chê rồi. "Tôi không thể ở bên người mình yêu, thói đời thật bất công." Tuy Lý Thái Nhất đứng thứ tư, nhưng đầu óc rất nhạy bén, nhìn cô gái kia rồi lại dò xét chàng trai áo trắng nọ, đoạn bảo Lý Giật, anh ba, chúng ta còn bận việc, mau đi thôi. Lý Giật vừa định gật đầu thì cô gái trên lầu lại hòa khóc nức nở, đáng thương vô cùng. Không nhịn được, Lý Giật bèn hỏi người áo trắng, anh bảo thói đời bất công nghĩa là sao? Chàng trai áo trắng như tìm được chi kỷ, lập tức kể hết mọi chuyện hóa ra người này tên là hầu sinh cô gái kia tên là tố nương hai người họ đã tâm đầu ý hợp từ bé là thanh mai trúc mã nhưng bố của tố nương mê cờ bạc đã thua rất nhiều tiền cuối cùng đã nhẫn tâm bán tố nương vào thanh lâu hầu sinh không có tiền đành đi ngang qua nơi này mỗi ngày chỉ vì muốn nhìn thấy tố nương mà mỗi lần gặp mặt cả hai đều rơi nước mắt đau khổ khôn cùng nghe xong Lý giật bèn cười nói, đây không phải chuyện khó, tố nương của anh có thể chuộc ra không? Hầu sinh gật đầu, nhưng cần rất nhiều tiền, đến 800.000 tiền thần long. Đối với bọn Lý giật, tiền thần long là một loại tiền tệ có mệnh giá rất nhỏ, dù sao thì trên thị trường, một đồng tiền đạo đã đổi được hơn 100.000 tiền thần long rồi. 800.000 tiền thần long cùng lắm cũng chỉ đáng 8 đồng tiền đạo, tiền tiêu vặt mỗi ngày của họ ngày bé còn nhiều hơn lý thái nhất không muốn can dự quá nhiều vào chuyện này lấy một nắm tiền đạo ra đưa cho hầu sinh đi đi chuộc tố nương về hầu sinh rất cảm kích định khấu đầu với bọn họ nhưng đã được lý thái nhất đỡ dậy hầu sinh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ các vị ân nhân tuy tôi có tiền nhưng thanh lâu này có một quy tắc bất thành văn ấy là phải đánh cược một ván với ông chủ nếu muốn chuộc cô gái ở trong đó ra nếu thắng cược thì không chỉ thắng thêm một khoản tiền mà còn được trực tiếp chuộc người. Nếu thua thì dù đưa thêm tiền cũng không thể chuộc người ra. Lý giật cao mày, có cả quy tắc này ư. Hầu sinh thở dài, tôi không biết đánh bạc, nên. Lý giật suy nghĩ một hồi rồi bảo, thế này đi, tôi giúp anh. Lý thái nhất giữ Lý giật lại, lắc đầu với đối phương, anh ba, bố từng dặn rồi, chúng ta không được phép đánh bạc lý giật bảo em tư chúng ta đang giúp người khác chứ đâu phải tự muốn đánh bạc dù bố biết cũng sẽ không trách tội chúng ta rồi cậu hỏi lý dược sư anh cả anh bảo xem chúng ta có nên giúp không lý dược sư muốn giúp người thì giúp cho chót đã nán lại đây quá lâu rồi thôi thì dứt khoát giúp người ta một lần thế là cậu bé gật đầu được rồi hầu sinh cả mừng cảm ơn các ân nhân sau đó hắn đưa bọn lý dược sư đi vừa vào thanh lâu hàng trăm cô gái ở đó liền lao vào họ như mũi thấy máu nhưng đều bị hầu sinh chặn lại nhóm người họ vào đại sảnh một người đàn ông mập mạp ngồi ở bên trong và đang thưởng trà bên cạnh có hai cô gái trẻ hầu hạ sau khi tiến vào trong hầu sinh cất tiếng ông chủ thường tôi muốn chuộc tố nương ông chủ thường liếc mắt nhìn hắn hờ hững nói biết quy tắc rồi chứ hầu sinh đáp tôi biết là đánh cược một ván với ông phải không ông chủ gật đầu vậy được đi theo tôi ông ta dẫn họ đi ra phía sau băng qua một cánh cửa họ đến một sòng bạc lúc này có một đám con bạc đang đánh bạc ở đây rất nhiều người có vẻ căng thẳng lúc thì la hét khi thì chửi rủa đến một nơi như vậy lý thái nhất không khỏi lo lắng nhỏ giọng hỏi anh ba nếu thua thì phải làm sao đây lý giật đáp sợ gì chứ thua thì cược thêm ván nữa dù gì cũng chẳng mất bao nhiêu tiền ông chủ nọ dẫn họ đến một chiếc bàn cười bảo ván này chúng ta cược tài xỉu gần đó có người đang lắc xúc xắc sau một hồi lắc hũ xúc xắc đập mạnh xuống bàn lý giật thử dùng thần niệm quan sát nhưng lại phát hiện thần niệm không thể nhìn xuyên qua món đồ này lý thái nhất nhắm mắt lại tuy chưa từng chơi xúc xắc nhưng lý thái nhất bẩm sinh có năng lực nhìn thấy trước loại năng lực vô cùng kỳ diệu, ngay cả Lý Giật cũng không có. Lý Giật đang băn khoăn nên cược tài hay xỉu, ông chủ bên cạnh đã thúc giục, này, các vị có cược không? Lúc này, Lý Thái nhất thầm truyền âm, anh ba, cược xỉu. Đôi mắt Lý Giật sáng lên, liền cược 100 tiền đạo vào ô xỉu. Ông chủ nhìn người lắc xúc sắc, thế là cược tài, lấy 100 tiền đạo ra rồi nhẹ nhàng bảo, mở hũ xúc sắc mở ra, ba con sáu, tài thắng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thái nhất sững ra, chuyện gì thế này, lẽ nào mình nhìn thấy sai rồi ư? Ông chủ cười ha ha, xem ra các vị không thể chuộc người ra rồi. Lý giật cao mày, thêm ván nữa. Ông chủ bảo, cũng được thôi, nhưng các vị đã chơi một ván rồi, ván sau, phải cược với số tiền gấp 10. Lý giật lấy ra một nghìn tiền đạo, gấp 10 thì gấp 10. Ván thứ hai, Lý Thái nhất lại cược xỉu, nhưng khi mở ra vẫn là tài. Sau hai ván, Lý Thái nhất âm thầm nói, anh ba, bọn họ gian lận, xúc sắc có vấn đề. Lý giật cả giận, bèn vươn tay ra tóm lấy viên xúc xắn rồi nắm chặt. Bên trong hũ xúc xắn vọng ra ba tiếng kêu thảm thiết, ba luồng thần hồn đã bị cậu trực tiếp bóp chết. Thì ra trong xúc sắc này từng làm khuỷu tay, bên trong có thần hồn nên có thể tự do khống chế số điểm ông chủ kinh ngạc không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến vậy bèn sầm mặt nói nhóc con dám phá hỏng xúc sắc của tôi to gan lắm lý giật thản nhiên nói xúc sắc của các người gian lận ba ván trước không tính ông chủ kia cười lạnh một tiếng nói không tính là không tính cậu nghĩ cậu là ai ánh mắt lý giật bỗng chốc trở nên lạnh lùng ông chủ kia lập tức cảm nhận được sức mạnh kinh người của đạo tôn. Ông ta mặt biến sắc, toàn thân run như cầy sấy, sau đó bịch một tiếng quỷ dạp xuống đất. Lý giật tôi nói lý với ông, nhưng ông không chịu nói lý lẽ với tôi. Vậy thì dễ thôi, chúng ta hãy nói chuyện bằng nắm đấm. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán ông chủ, ông ta nói, tôi biết lỗi rồi, xin công tử tha mạng. Lý giật, ba ván đó, chúng tôi coi như đã thắng hầu sinh, đưa theo tố nương đi thôi, nói xong, cậu ném 80 đồng tiền lên bàn, đó là tiền chuộc. Hầu sinh sừng sốt, sau đó không giấu nổi vẻ mừng rỡ, đa tả vị huynh đài. Đoàn người cứ thế rời khỏi sòng bạc, ở lầu đối diện, nhìn thấy cảnh tượng này, một người đàn ông áo tím hơi hơi cao mày, tôi vốn tưởng rằng đám người này tu vi tầm thường, không ngờ lại đáng sợ đến mức dọa được cả người của chúng ta. Người đàn ông áo vàng, không cần vội. Nếu bọn chúng đã có chút bản lĩnh thì hãy đưa tới huyện âm cốc để huyện âm tiên tử đối phó. Người áo tím, huyện âm tiên tử ngoài mặt phục tùng chúng ta nhưng trong lòng thì chưa chắc. Giờ cô ta lại gặp được mấy tên này, liệu có vấn đề gì không? Người đàn ông áo vàng, trên người cô ta có cấm chế nên sẽ không dám phản bội chúng ta đâu. Bốn kẻ này rất cứng đầu nếu không chỉ tận gốc thì chắc chắn bọn chúng sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Hầu sinh đưa tố nương rời khỏi đó, hắn giả đò vô cùng cảm động, nói, bốn vị ân nhân, tiểu sinh sợ trên đường đi sẽ bị truy sát, mọi người có thể làm phước đưa chúng tôi về đến nhà được không? Sự việc đã đến nước này, Lý Giật cũng không cảm thấy phiền phức. Cậu đáp được, chúng ta đi thôi. Đoàn người đi ra khỏi thành cực lạc, bay ra phía bên ngoài thành đi hơn nghìn dặm thì tới một thung lũng bên trong thung lũng bốn mùa đều như xuân trăm hoa đua nở phong cảnh diễm lệ đến thung lũng đằng trước có một lâu các hầu sinh cười nói đó chính là nhà tôi lý thái nhất thoáng cau mày nơi này không giống nơi mà người bình thường có thể ở hầu sinh được ở nơi thế này thì sao có thể không có tiền được cho nên khi mấy người lý giật định đi vào lý thái nhất kéo họ lại nói hầu sinh bọn tôi chỉ tiến hành tới đây thôi. Hầu sinh vội vã nói, các vị ân nhân, mời tới nhà tôi ngồi chơi đã. Nếu không trong lòng tôi sẽ ái náy không yên. Nhưng Lý Thái nhất lại rất kiên quyết, đáp chúng tôi còn có việc, cáo từ, nói rồi kéo mấy anh em theo. Hầu sinh đảo mắt, đưa tay lục tìm trong người thứ gì đó. Sau đó, đột nhiên một tiếng đàn cầm từ phía lâu các kia vọng tới. Vừa nghe tiếng đàn này, mấy người lý giật đã thấy dao động tâm can, bước chân muốn đi mà không thể đi tiếp. Lý Thái Nhất hơi sững lại, tiếng đàn hay quá. Hầu sinh cười nói, là chị gái tôi đang đàn đó. Các vị ân nhân, chỉ bằng tới nhà tôi ngồi chơi, uống trà nghe đàn có phải là sung sướng không? Tiếng đàn kia như có ma lực, đầu óc Lý Thái Nhất không còn tỉnh táo nữa. Cậu đáp, vậy cũng được. Bốn anh em đi tới thung lũng, đi vào lâu cát lúc này một người con gái đang ngồi trong sảnh chơi đàn cô gái này mặc đồ màu xanh lục đeo mạng che mặt màu trắng đôi mắt long lanh có hồn mấy anh em ngồi xuống lý thái nhất nghe xong một khúc rồi nói tài nghệ chơi đàn của cô đúng là quá giỏi không ngờ còn có thể làm lung lạc ý chí kiểm soát người khác cô gái kia kinh ngạc hầu sinh và tố nương mặt cũng biến sắc bất giác lùi về sau Cô gái đeo mạng che mặt thở dài nói, các vị công tử lại không hề bị tiếng đàn ảnh hưởng đến thần trí, tiểu nữ xin bái phục. Lý giật cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ là từ nhỏ chúng tôi đã tu tâm, chút đạo hạnh này của cô sao có thể lay chuyển đạo tâm của chúng tôi. Lý thái nhất, không sai, tiếng đàn này còn thua xa so với thiên ma khúc. Cô gái kinh ngạc, công tử từng nghe thiên ma khúc. Lý Thái Nhất, đâu chỉ là nghe qua tôi còn từng đàn qua là do bố tôi dạy cô gái đeo mạng che mặt hai tay thòng khỏi cung đàn thở dài nói tiểu nữ cam tâm chịu thua xử lý thế nào thì xin nghe theo các công tử lý thái nhất đứng dậy đi tới trước mặt cô gái rồi nói tu vi của cô đã là chân tiên nhưng trong cơ thể có cấm chế đây chính là nguyên nhân cô bị giam cầm ở đây sao cô gái khẽ run lên đáp công tử con mắt hơn người tiểu nữ tên Huyên Âm, bị hai kẻ xấu khống chế, giam giữ ở đây giúp chúng hại người. Lý Thái Nhất, bọn chúng là ai? Huyên Âm tiên tử nhìn về phía hai người hầu sinh, nói, hai kẻ này cũng là thuộc hạ của bọn chúng. Hầu sinh giận dữ, Huyên Âm, cô dám phản bội công tử. Huyên Âm bình thản nói, hầu sinh, mở mắt mà nhìn cho rõ. Các vị công tử đây mạnh hơn nhiều so với chủ nhân của anh. Theo phán đoán của tôi, lai lịch của họ cũng không thuộc hàng mà anh có thể động tới được. Mau đi báo với chủ nhân của anh nhanh chóng tới đây tạ tội, nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Hầu sinh đảo mắt, đáp huyện âm, sau lưng công tử là cả gia tộc họ khác hùng mạnh đấy. Huyện âm tiên tử cười lạnh, vậy sao? Vậy thì anh càng phải đi thông báo. Hầu sinh, được, nếu cô có gan thì đừng có trốn. Nói rồi hắn quay lưng định đi khỏi đó, nhưng Lý Giật đã kéo hắn lại, lạnh lùng nói, dám lừa gạt bọn tôi, nếu không trừng phạt anh thì sau này anh sẽ còn hại người. Giác! Lý Giật vươn tay ra vỗ một cái, đánh gãy mười mấy cái xương của hầu sinh khiến hắn đau toát mồ hôi lạnh, kêu lên thảm thiết. Tố nương bên cạnh thì sợ mất hồn mất vía, vội vã xua tay, việc không liên quan đến tôi, là hầu sinh ép tôi làm nếu tôi không nghe lời sẽ bị hắn đánh lý giật nhìn cô ta nói tạm thời tha cho cô sau khi hầu sinh lết đi khỏi đó huyễn âm tiên tử bước tới vái một cái nói các vị công tử huyễn âm trên người có cấm chế tất cả những chuyện trước đây đều là do bất đắc dĩ xin các công tử bớt giận lý thái nhất cấm chế này rất đơn giản tôi giải giúp cô nói rồi cậu vỗ nhẹ vào vai huyện âm tiên tử lập tức một lực đạo mạnh mẽ đi vào trong cơ thể cô. Huyền âm nghe thấy một tiếng rắc, sau đó đạo cấm chế trước nay khống chế cô đã hoàn toàn biến mất. Huyền âm tiên tử vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói, đa tả công tử ra tay tương trợ. Lý Thái nhất tính tình vô cùng cẩn trọng, hỏi tiên tử, công tử, mà hầu sinh nhắc tới là kẻ nào. Huyền âm tiên tử, bọn họ là thế lực mạnh nhất thành cực lạc. Một người là phó công tử, một người là An Công Tử, đằng sau họ là hai thế lực lớn của tiên giới, nhà họ An và nhà họ Phó. Hai gia tộc này vốn hành sự lỗ máng, ngỗ ngược, bởi vì bọn họ đều là thuộc hạ của nhà họ Quản. Lý Thái Nhất, nhà họ Quản này lại là thế lực nào vậy? Huyện âm tiên tử, nhà họ Quản có đứa con gái được gả làm thiếp cho thiên đỉnh đại đế. Lý giật nghe xong chép miệng, tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào, hóa ra chỉ là một thê thiếp. Trong mắt mấy anh em lý giật thì thiên đỉnh đại đế kia chẳng là cái đinh gì, còn thua bố họ nhiều. Huyên âm cười khổ, mặc dù chỉ là thê thiếp nhưng đế quốc thiên đỉnh ngày càng lớn mạnh, giờ đã chiếm hơn một nửa diện tích đại lục hồng hoang, dưới trướng còn có rất nhiều cao thủ nên không kẻ nào dám thách thức quyền lực của thiên đỉnh đại đế. Lý thái nhất, nhưng hai tên đó cũng đâu phải là thiên đỉnh đại đế cơ chứ. Huyền Âm tiên tử mời mấy anh em ngồi xuống thưởng trà và dùng điểm tâm, lại đàn cho họ nghe một khúc. Tiếng đàn rất đẹp làm say lòng người. Nghe xong khúc đàn, Lý Dược sư cười hỏi, vị tiên tử này không biết từ đây tới Đế Đô còn bao xa. Huyền Âm tiên tử, dù gì tiểu nữ cũng định sẽ rời khỏi đây nên lát nữa có thể dẫn đường cho mọi người. Lý Dược sư còn đang định nói gì đó thì miếng ngọc bội trên người đột nhiên bay lên không trung bên trong vọng ra giọng hỏa hoàng nhi, đỉnh nhi, chạy đi đâu rồi? Lý Dược Sư sợ mất hồn, vội vã nói, chị à, em đang ở bên ngoài chơi một lát. Hỏa hoàng nhi, ở bên ngoài, bên ngoài nào? Lý Dược Sư nhìn mấy người anh em còn lại, nói, bọn em ở đại thế giới trung tâm. Bọn em định tới tìm gì tuyết và tiên nhi? Hỏa hoàng nhi hừ lạnh, gan to lắm, dám một mình chạy ra ngoài. Cho em nửa tiếng, lập tức về nhà cho chị nếu không thì em tự biết hậu quả nhé ngô bình không có nhà nên mấy anh em rất nghịch ngợm bị hỏa hoàng nhi dạy dỗ không ít lần vừa nghe hỏa hoàng nhi nói vậy lý dược sư vội vã đáp hoàng nhi em sắp về rồi đây chị đừng mách bố hỏa hoàng nhi không được về ngay lý dược sư còn đang muốn nói gì đó nhưng trên bầu trời của thung lũng đã xuất hiện một đám mây đen và một luồng khí tức đáng sợ ập xuống mọi người đi ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy có một gương mặt khổng lồ ở trong đám mây. Hai mắt nó phun ra lửa, hai mũi thở ra khói. Nó gần giọng mấy tên cầu tạp trùng mà gan không nhỏ đâu, dám đối đầu với bổn công tử. Nhìn thấy gương mặt này, huyện âm tiên tử không khỏi kinh ngạc, đây là bùa con dối thần. Bùa này ít nhất cấp thần tổ mới dùng được. Bốn anh em lý giật thì vẫn bình tĩnh như không, bởi vốn dĩ bốn anh em đã là cao thủ ngang cấp đạo tổ lý giật thản nhiên cười nói chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi diệt cậu giơ tay lên không trung một bàn tay to màu vàng kim trực tiếp chộp lấy con dối thần âm một tiếng con dối thần bị bàn tay to nắm lấy dùng sức bóp mạnh giác con dối thần bị đánh nát cách đó không xa một người đàn ông áo vàng phun ra một ngụm máu tươi thốt lên không thể nào Người đàn ông áo tím bên cạnh kinh hãi nói, mau đi thôi, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Cả hai quay đầu bỏ chạy, nhưng Lý Giật đã sớm chú ý tới bọn họ, bàn tay to lao về phía hai kẻ đó, chộp lấy rồi quật bọn họ xuống đất. Người đàn ông áo tím gương mặt đầy đau đớn, nói các người biết thân phận của bọn ta chưa? Lý Giật nhìn hai người này cười nói, gia tộc các ngươi không phải là dây mơ dễ má với thê thiếp của thiên đỉnh đại đế sao? Chỉ là hai tên cầu nô tài, có gì mà kiêu ngạo như vậy? Dám nói bọn ta là cầu nô tài, to gan lắm, người áo vàng nổi giận. Lý giật, ta đã nói rồi đó, người có thể làm gì được ta? Gà đàn ông áo vàng đột nhiên bóp nát một đạo phù chú trong tay, trong hư không xuất hiện một hư ảnh hình người, uy lực kinh người. Mấy anh em Lý giật mặt biến sắc, họ đều cảm nhận được sức mạnh của hư ảnh này. Hư ảnh này như thể đại diện cho thiên ý. "Đây là Ma thần Tuần Thiên, Huyền Âm Tiên tử kêu lên. Lý giật khẽ nhíu mày, hỏi: "Ma thần Tuần Thiên là cái gì?" Huyền Âm Tiên tử, đại thiên tôn từng giải vây cho một nhóm ma thần bị thần tộc trấn áp, sau đó phong họ làm sứ giả tuần tra. Thực lực của những ma thần này nghe nói là ở cấp độ đạo tôn, vô cùng lợi hại. Khi Lý Dược Sư nhìn xuống miếng ngọc bội một lần nữa thì giọng nói của Hỏa Hoàng Nhi đã không còn ở bên trong nữa. Cậu bé khẽ thở dài, phiền phức rồi, chị Hoàng Nhi mà tới thì ma thần này e là sẽ bay đầu. Huyên âm tiên tử sửng sốt, tò mò hỏi, chị Hoàng Nhi là ai? Lý Dược Sư liếc nhìn cô ấy một cái, nói, người có thể một tay tiêu diệt tiên đình. Huyên âm tiên tử ngẩn ra, mạnh đến mức độ đó sao? Ma thần tuần thiên mở to mắt nhìn anh em Lý giật rồi lạnh lùng hỏi, là kẻ nào vừa cầu cứu? Gã đàn ông áo vàng lớn tiếng nói, thần tuần thiên, những kẻ này muốn sát hại hai người chúng tôi, xin hãy ra tay trừng trị chúng. Ngươi nắm giữ bùa tuần thiên, ta tin lời ngươi, mấy tên kia, chịu chết đi. Ma thần tay phải cầm một thanh trường đao, thanh trường đao này là một pháp khí kỷ nguyên và nó ngay lập tức vung về phía mấy anh em Lý Dược Sư phù văn trên tay phải của Lý Thái Nhất sáng lên, đó là một lá bùa sát sinh do Ngô Bình đưa cho cậu. Nếu cần thiết, cậu sẽ liều chết chiến đấu với ma thần này. Kẻ nào dám đả thương em trai ta, lúc này, một đạo kiếm quang từ phía xa bay tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt ma thần. Người tới chính là Hỏa Hoàng Nhi. Thanh trường đao của ma thần dừng lại, nó nhìn Hỏa Hoàng Nhi, lạnh lùng nói kẻ nào dám cản đường ta thì chỉ có chết hỏa hoàng nhi vẻ mặt khinh thường một tên khốn kiếp như ngươi mà cũng dám nói năng như vậy với ta xử lý bọn nhóc này trước đã trường đao của ma thần tiếp tục bay tới hỏa hoàng nhi chỉ tay về phía trước trăm triệu kiếm quang hiện lên sau đó tạo thành một tấm khiên xuất hiện ở phía trên mấy anh em bùm sau một tiếng nổ lớn tấm khiên không bị hư hại nhưng thanh trường kiếm của ma thần tuần thiên bị gãy thành nhiều mảnh cánh tay của nó run rẩy dữ dội rồi giống lên một tiếng lớn. Ngươi là ai? Ma thần gầm lên. Hỏa Hoàng Nhi cười lạnh nói, bà cố nội của ngươi đây. Sau lưng ma thần, hư ảnh của 500 thế giới xuất hiện, và trong mỗi hư ảnh đó lại xuất hiện một ma thần. Lúc này, sức mạnh của 500 ma thần hội tụ lại một chỗ, khí tức của ma thần cũng lập tức tăng lên. Loài người kia, người nghĩ mình có thể chống lại ta sao? Ma thần kiêu ngạo hỏi. Hỏa Hoàng Nhi khẽ thở dài một tiếng, nói, người hội tụ sức mạnh của 500 ma thần thì đúng là mạnh thật, nhưng người có từng nghĩ tới việc nếu có người một kiếm giết người thì 500 ma thần này cũng tận số luôn không? Ma thần tuần thiên nặng nề hư một tiếng, giết 500 ma thần. Đó là việc không kẻ nào làm được. Bà cố nội đây thì làm được, kiếm của ta hãy tới đây. Bùm! Bầu trời rung chuyển, hư không nứt ra, một thanh cự kiếm xuất hiện, chém về phía ma thần tuần thiên. Đây chính là kiếm cực thiên, nó được hình thành sau khi người tu luyện đạt tới đỉnh cao của thiên cực kiếm kinh. Thanh kiếm này đã hấp thu sức mạnh của vũ trụ, mạnh mẽ đến mức nó thậm chí có thể đe dọa các cao thủ của vũ trụ. Nó vừa xuất hiện, ma thần tuần thiên toàn thân run rẩy, giống to, không thể nào. Bùm! Thanh kiếm khổng lồ rơi xuống, ma thần tuần thiên và hư ảnh của 500 ma thần phía sau nó đều tan vỡ. Và khi chúng bị tiêu diệt, tất cả năng lượng đều bị thanh kiếm cực thiên nuốt chửng và biến thành hư ảnh của 500 ma thần xuất hiện trên thân kiếm. Đồng thời, trở thành một phần sức mạnh của thanh kiếm cực thiên. Nhìn thấy hỏa hoàng nhi một kiếm chém chết ma thần tuần thiên cùng 500 ma thần phía sau, gã đàn ông áo vàng và gã đàn ông áo tím vô cùng sợ hãi, răng va vào nhau lập cập hỏa hoàng nhi đáp xuống đất trừng mắt nhìn mấy anh em mấy đứa thật là to gan sao dám lén trốn ra ngoài chơi như vậy lý dược sư gãi đầu cười nói chị à bọn em sai rồi có điều dù gì cũng đã tới nơi này chi bằng cùng nhau đi thăm gì tuyết đi hỏa hoàng nhi gật đầu được chị dẫn mấy đứa đi sau đó bàn tay hỏa hoàng nhi vung lên một cái gã đàn ông áo tím và áo vàng liền tan biến vào hư không bốc hơi tại chỗ. Huyên âm tiên tử giật mình kinh ngạc há hốc miệng, sau đó cúi đầu trước hỏa hoàng nhi nói, tiên tử, để tôi chỉ đường cho mọi người. Hỏa hoàng nhi đáp, không cần đâu, tôi biết đường. Xuất lời, dưới chân cô xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang này kéo dài đến dưới chân mọi người, sau đó lóe sáng rồi mọi người biến mất không còn tăm hơi. Trung tâm đại thế giới, đế đô, đan hoàng các. Nhờ có Thái Hoa Đạo Tôn giúp đỡ, lại thêm đan dược và con rối luyện đan do Ngô Bình để lại lúc trước nên Đan Hoàng Các làm ăn rất tốt, thậm chí còn nhận được rất nhiều đơn hàng lớn. Bây giờ ở tiên giới và đại lục Hồng Hoang, nếu như nói đến đan dược cao cấp nhất là người ta nhớ ngay đến Đan Hoàng Các. Hơn nữa, trên đời này, không ai muốn đắc tội với Đan Hoàng, dù sao sau này kiểu gì cũng phải nhờ đến Đan Hoàng luyện đan. Lúc này Đào Như Tuyết đang xử lý sổ sách đột nhiên có một thị nữ ở gần chạy tới bẩm báo chủ nhân mấy vị thiếu ra cùng hoàng tiểu thư tới gặp chủ nhân đào như tuyết hai mắt sáng lên thật sao mau cho bọn trẻ vào đi hỏa hoàng nhi lý dược sư và những người khác bước vào khi nhìn thấy đào như tuyết mấy anh em đều hành lễ đào như tuyết cười nói hoàng nhi đỉnh nhi thủy sinh sao các con lại tới đây lý dược sư cười nói di tuyết bọn con tới thăm gì? Đúng rồi, đây là Lý Giật và Lý Thái Nhất, là tam đệ và tứ đệ của bọn con. Lý Giật và Lý Thái Nhất này đào như tuyết đều biết, chỉ là chưa từng gặp mặt. Cô cười nói, hóa ra là Giật Nhi và Thái Nhất, hai đứa đã lớn thế này rồi sao? Lý Giật cười đáp, gì tuyết, bọn con sống ở đại thế giới Thái Thanh một thời gian. Thời gian ở đó trôi rất nhanh nên bọn con mới lớn nhanh thế này. Đào Như Tuyết, tốt lắm, đều trở thành nam tử hán cả rồi. Lúc này, Lý Thái Nhất đem chuyện xảy ra ban nãy kể lại một lần. Đào Như Tuyết nghe xong thì thoáng cau mày, nói, giết Ma Thần Tuần Thiên, việc này cũng khá rắc rối đó. Ma Thần Tuần Thiên là một trong những lực lượng mạnh nhất Tiên Đình, được Đại Thiên Tôn vô cùng coi trọng. Giờ con một kiếm chém chết 500 Ma Thần, chỉ e là Đại Thiên Tôn cũng nổi giận hỏa hoàng nhi cái quái gì mà đại thiên tôn cơ chứ dám động tới chúng con thì cứ một kiếm bay đầu đào như tuyết cười nói hoàng nhi con càng lúc càng mạnh có điều đại thiên tôn giờ cũng không còn như xưa nữa nghe nói ông ấy gặp thời nên sức mạnh bây giờ đã ngang với cao thủ sáu kỷ nguyên rồi hỏa hoàng nhi kinh ngạc cao thủ sáu kỷ nguyên đào như tuyết không sai ông ấy cũng là người có khí vận lớn có điều mấy đứa cũng không cần lo lắng, đại thiên tôn dù có tức giận cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù gì nhà họ Lý cũng không dễ động vào. Lý Dược Sư hừ một tiếng, nói, sức mạnh của con sau này chắc chắn sẽ vượt xa đại thiên tôn. Hỏa Hoàng Nhi bĩu môi, nếu con khôi phục toàn bộ sức mạnh thì đại thiên tôn có là gì, một cú đập là toi. Đào Như Tuyết cười nói, vâng, các con đều lợi hại. Đi nào, dì đưa mấy đứa đi chơi. Mấy đứa trẻ cùng chạy ra ngoài, Ngô Bình cũng biết chuyện vì lúc đi đào Như Tuyết đã báo với Đường Tử Di. Có điều biết Hỏa Hoàng Nhi cũng đi cùng bọn trẻ nên Ngô Bình không lo lắng gì cả. Lúc này, anh đang cùng Đường Tử Di đi khám phá những khu vực mới trong Thiên Cung. Thiên Cung này vốn là một bộ phận của Thiên Đình, bên trong còn không ít cung điện chưa được khai phá. Giờ Ngô Bình đưa gia đình tới đây nên anh đương nhiên muốn thiết kế lại nơi này một chút để có thể chứa được nhiều người hơn. Lần khám phá này, Ngô Bình lấy Tử Hư Cung làm gốc, sau đó đi về phía bắc. Lúc này, trong tay anh đã có bản đồ Thiên Cung hoàn thiện. Khu vực phía bắc này cũng từng có người đến khám phá, nhưng độ khó của nó rất cao. Nơi này được gọi là khu Hỗn Mang. Đã có rất nhiều người đến khám phá bỏ mạng ở đây, không một ai sống sót trở về. Lúc này, Ngô Bình đã tới gần ranh giới của khu Hỗn Mang. Anh phát hiện ra nơi này đầy vận khí của Hỗn Mang. Hơn nữa, vận khí này còn có tính ăn mòn cực mạnh, mới tới gần đó thôi đã cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng, một trở ngại nhỏ như vậy không khiến Ngô Bình để tâm. Lúc ở biển hỗn mang anh còn gặp thứ lợi hại hơn nhiều. Nếu phải so sánh thì vận khí hỗn mang ở đây còn ôn hòa chán. Anh bảo đường tử di đứng đó chờ còn mình thì đi về phía vận khí hỗn mang. Sau khi đi vào trong đó, anh nhanh chóng nhìn thấy một bức tường cao. Bức tường này vô cùng kiên cố, bên trên có khắc trận văn. Anh ấn lên tường, nhưng lại không thể phá vỡ nó. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, quyết định bay dọc quanh bức tường để tìm một lối vào. Bức tường này không được xây thẳng hàng, Ngô Bình đi dọc theo mấy chục nghìn dặm mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc. Lại đi thêm hơn nghìn dặm nữa mới thấy một cánh cổng. Cánh cổng này cao 18.000 trượng, hai bên có hai bức tượng đá tỏa ra khí tức kinh người cánh cổng này có màu vàng lam hai bên hai cánh trên cửa còn treo một cái gương báu ngô bình vừa liếc nhìn thì từ chiếc gương đã bắn ra một vòng sáng hình tròn tấn công ngô bình ánh sáng này rất nặng như thể sức nặng của hàng triệu ngọn núi đang đè xuống nếu là người khác thì đã bị đè nát từ lâu rồi cũng may là ngô bình đủ mạnh nên chỉ bị đẩy lùi về sau mấy bước rồi cũng trụ vững lại được trong vòng sáng có hàng triệu triệu phù văn Mỗi cái đều nặng như một ngọn núi. Chúng không ngừng bay tới khiến Ngô Bình cảm thấy hơi khó chịu. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục đi về phía trước, đồng thời, anh giải phóng một chút khí tức của Thiên Thánh. Trong cơ thể anh đã hấp thụ dòng máu Thiên Thánh của doanh hoàng, thêm việc anh là Thánh hoàng nên bắt trước rất giống. Khí tức này vừa được giải phóng là ánh sáng kia lập tức dịu đi một chút. Sau đó rình một cái cánh cửa mở ra, từ bên trong hai con rối mặc giáp vàng cao to bước ra. Con bên trái trầm giọng nói, cung nghênh truyền nhân của thiên thánh. Ngô Bình chỉ ừm một tiếng chứ không hỏi nhiều. Sau đó anh gọi đường tử di tới, đi thẳng vào trong. Hai con rối kia không hề ngăn họ lại. Đằng sau cánh cửa là một không gian vô cùng rộng lớn, hơn nữa không có khí thức của hỗn mang. Người bước vào bên trong lập tức cảm nhận được áp lực kinh hoàng mặc dù không bằng ánh sáng từ gương thần ban nãy nhưng những tu sĩ có tu vi tầm thường thì không thể nào chịu nổi. Đến đường tử di tu vi không tồi nhưng lúc này cũng đứng không vững. Đến khi Ngô Bình nắm tay cô, giúp cô chịu một phần áp lực thì mới đỡ hơn. Cô kinh ngạc hỏi, đây là nơi nào vậy, áp lực lớn quá. Ngô Bình nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên trời là một vầng thái dương khổng lồ đang chiếu sáng vạn vật ánh sáng tỏa ra từ nó cực nóng, tóc ngô bình nhanh chóng bị nó nướng cháy xèo xèo, làn da của anh cũng không chịu đựng nổi mà chuyển sang màu đen, một lớp da chết khô nẻ chóc ra. Anh liền hóa thành một người khổng lồ cao hàng trăm mét để che chắn cho đường tử di. Nhưng như vậy thì diện tích tiếp xúc của anh với ánh nắng này cũng lớn hơn, khiến anh cảm thấy khó mà chống đỡ nổi. Anh tiếp tục quan sát mặt trời này thì phát hiện đằng sau nó có một vết nứt mặt trời này kỳ thực là tập hợp của các chùm tia sáng bắn ra từ vết nứt ngô bình chợt cảm thấy bên trong lõi vũ trụ của mình những nguồn năng lượng đến từ vũ trụ chính bỗng như gặp phải kích thích mà sôi sục lên mặt trời này ngoài việc đốt cháy làn da của anh thì còn đi vào trong cơ thể anh sau đó bị tiểu vũ trụ hấp thụ anh nhoẻn miệng cười nói với đường tử di tử di đây là mặt trời đến từ vũ trụ chính có điều nó đã bị tiêu hao mất mấy chục nghìn lần năng lượng nhưng cho dù là vậy thì nó vẫn vô cùng quý giá đường tử di là mặt trời của vũ trụ chính sao da của ngô bình nhanh chóng được tái tạo anh tiếp tục bảo vệ đường tử di hai người họ tiến về phía trước đi được một lúc trước mặt họ xuất hiện một số thực vật trong đó có một số là dược liệu những cây này rất cao tương tự như những cây anh tìm thấy trên đảo hỗn mang khi đi qua một khu rừng trúc ánh sáng mặt trời bị che khuất, Ngô Bình trở lại kích thước con người bình thường. Sau đó anh chặt một đoạn tre dài khoảng 2 mét, dày bằng cánh tay trẻ em. Anh múa võ bằng cây tre và đập nó xuống đất khiến mặt đất rung chuyển, sinh ra một lực hủy diệt cực lớn. Đường Tử Di, Huyền Bình, đây là nơi nào? Ngô Bình, hẳn là nơi ở của Thiên Đế. Thiên Đế, Đường Tử Di hai mắt sáng lấp lánh, vậy nhất định sẽ có bảo vật lưu lại đây không biết nữa, cứ đi về phía trước đã. Lúc này, anh phát hiện dưới đất mọc lên rất nhiều măng. Anh lập tức đào một đoạn, cắn thử một miếng thì phát hiện măng này chứa năng lượng mạnh mẽ từ vũ trụ chính. Anh cười nói, tử di, chúng ta đi đào một ít măng mang về nhà xào đi. Ai có thể nghĩ rằng một thánh hoàng sẽ đi đào măng ở đây kia chứ? Sau khi đào được hàng ngàn cây măng, cả hai đi xuyên rừng trúc đến một dãy núi những ngọn núi kéo dài hàng ngàn dặm giống như một con rồng khổng lồ. Khi lên đến đỉnh núi, Ngô Bình nhìn thấy một thị trấn nhỏ trên đồng bằng bên kia ngọn núi, có khói bốc lên từ thị trấn. Đường tử di thốt lên, Huyền Bình, có người ở đây. Ngô Bình cũng khá ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn sang, quả nhiên nơi đó có một thị trấn nhỏ, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng bay ra từ thị trấn. Thế mà cũng có người, anh ít mắt lại, không vội vã đi sang. Đường Tử Di, nơi này trước giờ không có người ngoài nào vào cả, người ở đây 80% là người trong thiên cung ngày trước nhỉ. Ngô Bình, có thể lắm. Tử Di, anh sang đó xem thử, nếu không có gì nguy hiểm, anh sẽ quay lại đón em. Đường Tử Di gật đầu, vâng. Ngô Bình tìm được một hang động rồi đưa Đường Tử Di vào trong đó, sau đó mới đi đến thị trấn. Đi xuống núi khoảng mười mấy dặm đã đến thị trấn, ngoài rìa thị trấn có một con sông nhỏ, mấy đứa trẻ con đang cười nói vui vẻ đùa nghịch bắt cá bên sông. Khi Ngô Bình đi đến bờ sông phía đối diện, một đám trẻ con đều ngạc nhiên nhìn về phía anh, một đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi bỗng quay đầu chạy vào trong thị trấn, vừa chạy vừa hét bờ sông bên kia có người, bên kia có người. Mấy đứa trẻ khác cũng phản ứng lại, đồng loạt chạy vào trong thị trấn. Ngô Bình sửng sốt, đám trẻ này chạy gì thế chứ? Mình trông giống quái vật lắm à? Tiếng hét của bọn trẻ thu hút hơn cả chục người lớn chạy đến, họ đều kinh ngạc nhìn Ngô Bình đứng ở bên kia sông, sau đó điên cuồng chạy về phía bên này. Đến khi họ chạy đến gần, Ngô Bình nhận thấy trang phục của những người này gần giống với thời cổ đại, tướng mạo cũng không khác mấy. Hơn nữa đều là thánh nhân, cường giả cấp bậc đại thánh một người lớn trong đó lớn giọng hỏi là hậu duệ của thiên thánh sao ngô bình có thể hiểu được những lời họ nói đây là tiếng thánh tôi là hậu duệ của thiên thánh mọi người là ai nói rồi anh bước qua dòng sông đứng trước mặt đám người này đám người này mừng rỡ đến rơi nước mắt đồng loạt quỳ xuống một người trong đó nói chào mừng thánh chủ chúng tôi đều là những thị vệ và thị nữ còn sót lại năm đó sau đó chúng tôi không đợi được thiên thánh về nên quyết định sinh sống, phát triển ở đây. Ngô Bình cảm thấy hơi kỳ lạ, lúc đầu mọi người có bao nhiêu thánh vệ, bao nhiêu thị nữ. Người này nói, thưa thánh chủ, có 30.000 thánh vệ, hơn 10.000 thị nữ. Ngô Bình, tôi thấy thị trấn này cũng không có bao nhiêu người mà. Người này nói, thánh chủ, thị trấn của chúng tôi chỉ là một trạm tiền đồn, đi qua ngọn núi đó còn có một thành phố, có mấy triệu người sinh sống trong thành. Ngô Bình rất ngạc nhiên, thế mà lại có đến mấy triệu người. Anh suy ngẫm một lúc rồi lại hỏi, tại sao mọi người lại gọi tôi là thánh chủ? Người này nói, trước khi thiên thánh đi đã để lại một ý chí, sau này người đầu tiên xuất hiện ở bờ sông đối diện chính là thánh chủ của chúng tôi, là người tiếp quản vị trí thiên thánh. Ngô Bình, thế nên mọi người mới cắm chốt ở đây là vì đợi tôi đúng thế cuối cùng thánh chủ cũng đã xuất hiện tốt quá ngô bình gật đầu tôi còn có một người đi cùng tôi đi dẫn cô ấy đến thế là anh quay lại dẫn đường tử di đến thị trấn người đó chút địa vị trong thị trấn đều đã đến mọi người ngồi trong một đại sảnh ai nấy cũng đều cung kính đứng đó chỉ có ngô bình và đường tử di là đang ngồi ngô bình tôi không hiểu rõ về nơi này có vài việc muốn hỏi mọi người mọi người đồng thanh nói vâng ngô bình ai là người phụ trách nơi này một người đàn ông trung niên cao to bước ra hắn quỳ một gối xuống đất rồi nói thánh chủ tôi là tinh lạc vũ người chịu trách nhiệm mọi việc ở thị trấn ngô bình nói tinh lạc vũ đây là nơi nào tinh lạc vũ nơi này là một trong các hành cung của thiên đế thiên đế thường sống ở đây ngô bình chỉ vào mặt trời ngoài kia hỏi Mặt trời này có phải là tia sáng của vũ trụ chính không? Tinh Lạc Vũ, thánh chủ sáng suốt, đó là một con đường do Thiên Đế mở ra bằng bản lĩnh cao siêu của mình, dẫn đến ánh sáng mặt trời của vũ trụ chính. Ngô Bình vô cùng kính phục nói, con đường có thể mở ra vũ trụ chính, dẫn đến ánh sáng mặt trời, đúng là lợi hại. Ngừng một lúc, anh lại hỏi, chắc là ánh sáng mặt trời của vũ trụ chính mang đến không ít sự thay đổi nhỉ? Tinh Lạc Vũ nói, lúc ban đầu có rất ít người có thể tiếp xúc được với ánh nắng, nhưng thích nghi mấy chục năm, rất nhiều người cũng đã quen với việc đó. Ánh nắng đem đến rất nhiều thay đổi cho chúng tôi, chúng tôi đều đang trở nên mạnh hơn. Khi thiên đình có nguy hiểm, tại sao thánh vệ không xuất hiện? Tinh Lạc Vũ là mệnh lệnh của thiên đế, thiên đế bảo bọn tôi ở lại đây, còn để lại ý chỉ bảo bọn tôi đợi cho đến khi thánh chủ xuất hiện. Ngô Bình, tôi là người đầu tiên xuất hiện thì chắc chắn là thánh chủ sao? Tinh Lạc Vũ gật đầu, lời thiên đế nói chắc chắn không sai, hơn nữa cậu vừa đến đã có thể thích nghi với ánh mặt trời ở đây chứng tỏ thực lực của cậu phi phàm. cuống gì không phải ai cũng có thể đi vào hành cung này được. Ngô Bình, ý ông là bây giờ tôi chính là chủ nhân của hành cung này. Tinh Lạc Vũ, là như thế, nhưng trước khi chính thức tiếp quản hành cung, Thánh chủ phải tiếp nhận truyền thừa của Thiên Đế, sau đó trở thành Thiên Thánh. Ngô Bình, hóa ra tôi còn phải bước vào cảnh giới Thiên Thánh nữa. Tinh Lạc Vũ, tôi có thể cảm nhận được bây giờ Thánh chủ đã ở cảnh giới Thánh Hoàng, nếu nhận được trí tuệ và truyền thừa của Thiên Thánh, không khó để đột phá Thiên Thánh. Ngô Bình, mọi người trước giờ chưa từng đi ra ngoài sao? Vâng, không có mệnh lệnh của Thiên Đế, không ai được phép ra ngoài. Ngô Bình gật đầu, trong thành phố phía sau, tu vi cao nhất là ở cảnh giới nào? Tinh lạc vũ, tài nguyên trong hành cung khá rồi rào, lại có ánh sáng của vũ trụ chính nên hiện tại trong thành có 64 thánh vương. Ngô Bình cười nói, khá lắm, thảo nào trẻ con ở đây đều là tiểu thánh nhân. Tinh lạc vũ, những thánh vệ này của bọn tôi đều là ơn trạch của thiên đế nên không thể đột phá cảnh giới nguyên bản. Ngô Bình hiểu ý của ông ta, Ông ta cũng có thánh vệ, thực lực của thánh vệ là do ông ta ban cho, sau này trừ khi được ông ta cho phép, nếu không sẽ rất khó đột phá. Khẩu duệ của các thánh vệ lại càng khó đột phá hơn, có thể cả đời họ chỉ là thánh nhân, những người giỏi hơn một chút có thể trở thành đại thánh nhưng họ không bao giờ có thể vượt qua đời cha mẹ mình. Lúc này Tinh Lạc Vũ nói, "Thánh chủ, cậu hãy nghỉ ngơi một lát, ăn cơm xong chúng tôi sẽ dẫn cậu đến thành thánh vệ." Ngô Bình cảm thấy rất vui khi có thể gặp được nhiều thánh vệ và huyết mạch của họ ở đây như thế, anh cười nói: "Được, vậy tôi đi nghỉ ngơi một lát." Sau khi làm quen sơ qua với chủ nhân, mọi người lui ra ngoài, rất nhanh đã có 24 món ăn đặt trước mặt Đường Tử Di và Ngô Bình, 12 loại đồ ăn nhẹ, 4 món canh và 10 loại trái cây. Những món này đều là thực phẩm người dân ở đây trồng, hương vị rất ngon, Ngô Bình cũng không khách sáo với họ ăn thoải mái nhưng đường tử di lại không thể ăn quá nhiều. Một vài cô gái trẻ đứng bên ngoài nhìn lén ngô bình, thấy chỉ một chốc anh đã ăn hết 10 bát cơm, mắt ai nấy cũng đều phát sáng. Lượng ăn của thánh chủ nhiều thế. Ở đây, những người đàn ông ăn được nhiều sẽ là người được các cô gái săn đón nhiều nhất, vì có ánh sáng của vũ trụ chính nên cơm ở đây chứa đựng tinh hoa của mặt trời. Đại thánh có thể ăn đến một bát dưới, cường giả mạnh hơn có thể ăn được hai bát. Thánh Vương cùng lắm chỉ ăn được ba bốn bát cơm, nhiều thêm nữa lại không ăn hết. Thế mà Ngô Bình một chốc đã quét sạch 10 bát cơm, lập tức khiến các cô gái đều trở nên phấn khích, ánh mắt hiện lên đầy vẻ sùng bái và ngưỡng mộ. Vẫn còn chưa đủ, Ngô Bình lại gắp thêm một cái chân giò lớn, bắt đầu ăn từng ngụm lớn, miệng dính đầy dầu. Wow, mọi người mau nhìn kìa, thánh chủ ăn chân giò kìa. Lợi hại thật, thánh chủ uy vũ dũng mãnh quá, cái chân giò lớn như vậy, trước kia cả thị trấn phải chia nhau ăn, mỗi người cũng chỉ ăn được một miếng nhỏ. Đúng thế, trước kia anh của tôi ăn một lượng, kết quả trướng bụng 7 ngày, chẳng ăn được gì cả. Đến ngày thứ 8 mới miễn cưỡng tiêu hóa được một lượng thịt. Đúng là thánh chủ của chúng ta, khẩu vị tốt thật đấy, lợi hại quá. Ngô Bình hoàn toàn không biết ở đây ăn khỏe là một điều vô cùng đáng ngưỡng mộ và lợi hại với tất cả mọi người, thế nên sau khi anh quét sạch hết một bàn đồ ăn, cộng thêm ba bát cơm, hai con cừu, tám con gà và hai nồi canh, mọi người đã vô cùng sùng bái anh. Đến khi anh ra khỏi nhà ăn, mọi người đều bật cười nhìn anh, tinh lạc vũ nói, thánh chủ, đã chuẩn bị xong xe ngựa, bây giờ chúng ta xuất phát được chứ nhỉ? Ngô Bình ừ một tiếng, bây giờ xuất phát thôi. Nói rồi anh cầm ô bước lên một chiếc xe được bốn con ngựa kéo với đường tử di, mấy con ngựa này đều là ngựa màu trắng, xe ngựa cũng rất rộng rãi và xa hoa, không giống thứ mà một thị trấn nhỏ nên có. Tinh lạc vũ đích thân lái xe, cười nói, thánh chủ, năm nào bọn tôi cũng chuẩn bị chiếc xe này chỉ để chờ đợi cậu xuất hiện. Thật ra lúc đầu bọn tôi chuẩn bị một chiếc xe lớn hơn chiếc này, có tám con ngựa kéo. Nhưng bạch mã này ngày càng khó tìm, dần dần trở thành bốn con, xe ngựa cũng có chút thay đổi. Ngô Bình cười nói, không sao, bốn con ngựa vẫn ổn mà. Ngựa chạy đi rất nhanh, đi qua một thung lũng, vượt những ngọn núi chạy về phía thành thánh vệ. Hơn nửa tiếng sau, Ngô Bình đã nhìn thấy thành thánh vệ xuất hiện ở trước mắt. Thành thánh vệ không quá lớn, không có tường thành, dù sao nơi này cũng không cần phòng vệ kẻ địch bên ngoài bao quanh bên ngoài là một vài nơi khá giống thị trấn, đi vào bên trong mới là khu vực thành chính. Vừa đi vào trong thành, Tinh Lạc Vũ lấy một viên pháo hoa ra rồi kéo hướng vào không trung, một tiếng động vang lên, quả cầu ánh sáng bay lên không trung, sau đó phát nổ tỏa ra 10 màu sắc khác nhau. Cả thành lập tức bị chấn động, tất cả thánh vương, đại thánh trong thành đều thay quần áo rửa mặt, phấn khích chạy ra ngoài đón Ngô Bình. Xe của Ngô Bình cũng chậm rãi dừng lại đi về phía bắc của khu thành chính, 3.000 thành vệ đứng chào đón anh, họ xếp thành hàng rồi đồng loạt quỳ xuống. Hoan nghênh thánh chủ, âm thanh vang dội chấn động lên chín tầng mây. Nhìn thấy đám người này, Ngô Bình mỉm cười, anh đứng lên bước xuống xe ngựa cười nói các vị bình thân. Ba ngàn thánh vệ đứng dậy, mắt ai nấy cũng rơm rớm nước mắt nhìn chằm chằm Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thấy được vô vàn cảm xúc đồng cảm trong mắt họ, anh nói tôi là thánh chủ của mọi người. Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng trở thành thiên thánh, kế thừa ý chí của thiên đế, xây dựng lại thiên đình. Thánh chú vô địch. Thánh chú vô địch. Ba ngàn thánh vệ đồng loạt hét lớn. Ngô Bình vung tay lên với mọi người hỏi, trong số các người, ai là thống lĩnh? Một người đàn ông bước ra, khí tức nằm giữa thánh hoàng và thánh vương, ông ta chắp tay lại nói, tôi là vạn quân xin chào thánh chủ ngô bình gật đầu vạn quân mặc dù tôi là thánh chủ nhưng không quen với nơi này những việc cần làm tiếp theo sẽ do ông sắp xếp vạn quân nói tuân lệnh ông ta bảo mọi người xếp thành hàng sau đó nói thánh chủ hành cung thiên đế không ở đây thánh chủ hãy vào thành nghỉ nơi hai ngày sau đó lại đến hành cung ngô bình biết chuyện không dễ dàng như vậy anh cũng không vội bèn nói được cứ thế anh và Đường Tử Di được mời đến một cung điện rất sang trọng trong thành phố, mặc dù nơi này không phải là hành cung nhưng nó không thua kém gì cung tử hư mà anh đã thấy trước đó. Bước vào trong cung, lập tức có một ngàn thị vệ đi vào, nhan sắc của họ không thay đổi, đều từng là thị nữ của thiên đế, bây giờ đều ăn mặc chỉnh tề để phục vụ Ngô Bình. Sau khi làm quen sơ qua với vài người trong thánh vệ, Ngô Bình bèn hỏi đến những việc anh phải hoàn thành sau này. Vạn Quân nói: "Thánh chủ, trong Thiên cung, cậu sẽ nhận được truyền thừa của Thiên Đế và một phần bảo vật của Thiên Đế, có những thứ này, cậu có thể thử sức đột phá đến cảnh giới Thiên Thánh." Ngô Bình, người ở đây cũng không ít, trong số thế hệ sau của các ông không có ai từng thử sao? Vạn Quân vội nói: "Thiên Đế đã tính được đến ngày hôm nay từ trước rồi, chúng tôi nào dám tự ý thay đổi chứ." Ngô Bình: "Tôi thấy bên ngoài cũng có một bộ phận của Thiên đình." thiên đình ở đây cũng là một phần trong số đó. Vậy các ông có biết thiên đình phân thành bao nhiêu mảnh không? Vạn quân, lúc đó chắc là chia thành ba mảnh, nơi này là một mảnh trong số đó. Ngô Bình, các ông đều là thánh vệ của thiên đế, không biết thực lực năm đó của thiên đế đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Vạn quân, thiên đế từng đến vũ trụ chính, nhưng sau khi về thì lại bị thương, người đầy vết sẹo. Ngô Bình cực kỳ ngạc nhiên, thiên đế từng đến vũ trụ chính. Ông ấy có từng đem gì về không? Vạn quân, đúng thế, nhưng những thứ đó đều được cất giữ trong dương báu của thiên đế. Thánh chủ, nếu cậu trở thành thiên thánh thì có thể mở các dương báu đó ra. Nói chuyện với vạn quân được một lát, một người phụ nữ trung niên bước đến, cung kính nói, Thánh chủ, mời cậu chọn ra vài thị nữ trong số này để phục vụ hàng ngày cho cậu. Ngô Bình nói với Đường Tử Di, "Tử Di, em chọn vài người giữ lại bên cạnh đi." Đường Tử Di gật đầu, "Vâng, để em xử lý." Những thị nữ này đều là người đời sau của Thánh Vệ và thị nữ, từ nhỏ đã được huấn luyện các lễ nghi của thị nữ, những người này đều đã được chọn ra, ai trong số họ cũng đều rất ưu tú. Tuổi của những thị nữ này, nhỏ thì khoảng 15-16 tuổi, lớn thì khoảng 19-20 tuổi. Ai nấy cũng đều có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề, các cô ấy đều mong mình có thể được thánh chủ chọn. Đường Tử Di chọn ra 24 người trong số đó, các thị nữ này đều rất biết nghe lời. Mấy ngày nay Ngô Bình cũng có chút hiểu biết về thành Thánh Vệ, vì trong thành là do Thánh Vệ quản lý nên thống lĩnh là người có địa vị cao nhất, dưới sự cai quản của ông ta, nơi này tựa như trốn thần tiên, không có sự áp bức, càng không có việc bắt nạt. Đương nhiên cũng chỉ có thánh nhân mới có thể làm được thế, nếu đổi lại là người bình thường thì chắc chắn sẽ là một cảnh tượng khác. Sau đó ngày hôm sau, anh ra lệnh cho mọi người ra ngoài thu thập dược liệu. Thế là hàng triệu người xuất phát đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu. Những người này có thể không biết dược liệu là gì, có người trực tiếp nhổ cả cỏ đưa cho Ngô Bình. Đến chiều ngày hôm đó, đủ loại dược liệu khác nhau được chất thành đống đặt trước mặt Ngô Bình. Anh lướt mắt nhìn sơ qua thì nhận ra đa số đều không phải là dược liệu, thế là vung tay lên rời hết đám cỏ dại sang một bên, còn lại đều lơ lửng giữa không chung, lần lượt bay đến trước mặt anh. Gặp được dược liệu nào phù hợp, anh ngửi hương vị của nó, cảm nhận dược lực, sau đó quyết định xem có giữ lại hay không. Phải biết những dược liệu này đều sinh trưởng dưới ánh sáng của vũ trụ chính, hấp thu năng lượng của vũ trụ chính, thế nên bản thân nó cũng vô cùng phi thường. Hai ngày sau, Ngô Bình chọn ra 376 loại dược liệu, sau đó bảo mọi người phân biệt và ghi lại những dược liệu anh đã chọn, đồng thời tiếp tục ra ngoài đi tìm. Cứ thế năng suất tìm kiếm dược liệu đã được cải thiện rất nhiều. Trong khi mọi người đi tìm dược liệu, cuối cùng anh cũng đã đi đến Hành cung Thiên Đế cùng với vài vị thánh vương. Hành cung này nằm trên một ngọn núi khổng lồ, xung quanh là cả biển mây. Ánh mặt trời trên không ngưng tụ thành một tia sáng chiếu vào bên trên cung điện. Cung điện rất to lớn, cổng bắc có 108 cột trụ, mỗi cột đều có đường kính trên trăm mắt, cao nghìn mét. Trên cột trụ có khắc chạm nổi hình rồng. Thứ này tựa rồng lại cũng không giống rồng, nhìn thấy nó, Ngô Bình tìm được một loại sinh linh hỗn độn kinh khủng trong ký ức thần nông, tên Kiêu Long, nó được sinh ra từ hai bá chủ hỗn đột, thực lực mạnh hơn cả cha mẹ nó, là cao thủ cấp vũ trụ. Ngắm nhìn một lát, trong lòng anh chợt kinh ngạc, lầm bầm tự nói, trong mỗi một trụ, đều phong ấn sức mạnh một kiêu long. Ngô Bình lại nhìn ánh mặt trời trên cung điện, anh phát hiện, luồng sáng này căn bản là lấy một nửa từ ánh mặt trời trong cả khu vực này. Không biết, ánh mặt trời này dùng để làm gì? Đến trước cửa cung điện, vạn quân nói, thánh chủ, cánh cửa này phải đích thân cậu mở. Nói xong, tất cả mọi người đều mong chờ nhìn anh. Tuy nói Ngô Bình là thánh chủ, nhưng có thể mở được cánh cửa nào hay không, bọn họ cũng không chắc. Dù sao, năm đó ngay cả con trai thiên đế cũng không thể được cánh cửa này. Cánh cửa này, chỉ có khi thiên đế ở đây mới có thể mở ra. Ngô Bình nhìn cánh cửa to lớn này, phát hiện bên trên có 10 vạn hình ảnh ma thần, mỗi hình ảnh ma thần đều rất lớn. Anh suy nghĩ trong lòng, vươn tay chạm vào cửa lớn lại cảm nhận được cảm giác chân thực trước nay chưa từng có bên trong nó như thể có tồn tại thời không vô tận và năng lượng vô biên đây là cánh cửa được tạo ra từ vật liệu của vũ trụ chính anh hít sâu một hơi dùng sức đẩy ra cửa lớn không hề động đậy bất giác anh có hơi ngại ngùng sau lưng có đến vô số người đang trông mong anh nếu ngay cả cửa cũng không đẩy được thì cũng rất mất mặt anh ho một tiếng vỗ vào cửa lớn phát hiện tuy tạo thành từ vật liệu của vũ trụ chính, nhưng lượng nguyên có lẽ chỉ có chừng một phần nghìn, còn lại thì đều dùng năng lượng vũ trụ thứ nguyên. Anh khẽ cười, lúc này lại sử dụng năng lượng vũ trụ chính trong thân thể, vận chuyển hai tay sau đó dùng sức đẩy ra. Mới đầu, cửa lớn bất động, sức mạnh dần tăng lên, ngay cả sức mạnh thiên tiên giới và kim tiên giới, anh đều dùng đến, cuối cùng. rầm dầm, cửa lớn chậm chậm mở ra, Ánh sáng xuất hiện, đây là ánh mặt trời, còn mạnh hơn cả ánh mặt trời bên ngoài cả tỷ lần. Nó như lửa, như chớp, tựa như toàn bộ ánh sáng toàn thế giới đều ngưng tụ ở đây. Đầu anh cũng choáng, mình đi vào, có bị nướng hết người không? Hít sâu một hơi, anh vẫn cất bước đi vào điện. Thế nhưng, không hề đau đớn như trong tưởng tượng, ánh mắt trời này lại rất nhẹ nhàng, nó giống như keo dán, dính vào người anh sau đó tiến vào thân thể anh qua từng lỗ chân lông. Mắt anh sáng lên, ánh mặt trời đã qua xử lý, nó đã trở thành năng lượng thích hợp để thân thể người hấp thụ. Không hổ là thiên đế, lợi hại. Anh đắm chìm trong ánh mặt trời, thân thể rất thoải mái, chẳng muốn động đậy gì, dứt khoát cứ lơ lửng trên không, sau đó thân thể xoay tròn 360 độ, cuối cùng cũng hấp thụ được rất nhiều ánh mặt trời dịu nhẹ. Ngoài ánh mặt trời, có đến mấy đôi mắt đang nhìn Ngô Bình chầm chầm, bọn họ nấp trong tối, chưa bị phát hiện. Chủ nhân đôi mắt này là một con báo dài hơn 10 mét, một con rắn lớn màu vàng, còn có một con tinh tinh to lớn, cao hơn 5 mét, toàn thân màu đen. Tinh tinh nhìn thấy Ngô Bình vẫn đang hấp thụ ánh mặt trời, miệng nói tiếng người cũng không tệ. Ánh mặt trời này là chủ nhân dùng vật liệu vũ trụ chính và thần thông của mình tạo thành, gọi là thiên đạo thanh huy. Sắn lớn, thiên đạo thánh huy này không phải chuyện đùa, hấp thụ càng nhiều càng có lợi. Cậu ta bây giờ, đã hấp thụ một phần trăm rồi, không tệ. Báo, vẫn còn kém chút, lúc chủ nhân đi đã nói, người đến phải hấp thụ ít nhất 5 phần trăm thánh huy mới được, nếu không sẽ không thể kế thừa đạo thống của ông ấy. Sắn lớn, 5 phần trăm có lẽ rất khó, mấy vị chủ nhân lúc đầu kia đều không thể qua ải. Lúc này, từng lỗ chân lông trên người Ngô Bình bỗng nhiên hô hấp, hít vào thở ra, một lượng lớn thiên đạo thánh huy tiến vào trong thân thể anh, sau đó tiến vào trong vũ trụ nhỏ. Ánh sáng này, anh không thể hấp thụ được toàn bộ, bèn dứt khoát cứ bỏ vào trong vũ trụ nhỏ. Dần dần, thánh huy càng lúc càng nhiều, chậm chậm biến thành một vầng thái dương trong vũ trụ nhỏ của anh, vốn dĩ mặt trời chỉ là hư không, nhưng dần sáng lên, biến thành một mặt trời thật sự sau đó thì tỏa ra muôn vàn ánh sáng tôi luyện đạo thần thoáng chốc tốc độ hấp thụ thiên đạo thánh huy của anh tăng lên xung quanh thân thể hình thành một vòng xoay sáng không ngừng tiến vào thân thể anh dán lớn và báo tinh tinh đều ngơ ngác nhìn anh đang ăn thánh huy sao quá nhanh rồi vì thế đại đạo thánh huy giảm đi nhanh chóng thấy rõ cuối cùng toàn bộ đã biến mất ngô bình cũng chầm chậm rơi xuống đất không còn ánh mặt trời anh cũng nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, phát hiện bản thân đang đứng ở chính giữa đại điện. Lúc này, có một luồng thánh quang rơi xuống từ đỉnh điện, trước mặt bóng xuất hiện một bóng người. Đây là một người đàn ông, mặc đế phục, pháp thiên tướng địa, ông ta nhân từ vĩ đại, lạnh lùng uy nghiêm, khiến người ta vừa thấy đã có lòng kính sợ, cảm giác gần gũi, ngưỡng ngộ, cảm kích. Ngô Bình không kiêu không nịnh, chắp tay làm lễ tại hạ lý huyền bình bái kiến thiên đế. Đây chính là hình ảnh của thiên đế, gương mặt ông ta có chút mơ hồ, ông ta nói, cậu đã nhận được thiên đạo thánh huy rèn luyện, bây giờ tôi sẽ truyền thiên đạo cho cậu. Ông ta chỉ vào không chung, vô vàn ký ức, trí tuệ, cảm ngộ, tiến vào trong đầu ngô bình như thác lũ. Cũng may thần thông anh cảm nhận được thánh huy rèn luyện, nếu không căn bản không thể chịu đựng được nhiều thứ như vậy. Truyền thừa chỉ trong chốc lát, Hình ảnh Thiên Đế khẽ cười, cậu là tương lai của nhân tộc, hy vọng cậu có thể làm tốt hơn tôi. Ngô Bình vội hỏi, Thiên Đế, người từng đến vũ trụ chính chưa? Thiên Đế gật đầu, quả thực từng đến rồi. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, sinh linh vũ trụ chính đều rất mạnh sao? Thiên Đế cười nói, ta đi là đến thế gian, cho nên nơi ta ở không chỉ không nhỏ bé, mà trái lại còn được người phàm ở đó xưng là thần linh ngô bình trước mắt cũng có nghĩa là người của vũ trụ chính cũng có người bình thường thiên đế vũ trụ nơi chúng ta ở cũng là hình ảnh của vũ trụ chính cho nên từ một góc độ khác mà nói tu hành của chúng ta không có vấn đề gì ngô bình người làm sao để tiến vào vũ trụ chính thiên đế mạnh mẽ mở thông đạo tiến vào vũ trụ chính nhưng làm như vậy thân thể ta cũng bị tổn hại nặng nề pháp tắc nơi đó và vũ trụ phụ khác biệt rất lớn. Cho nêu không bao lâu, chỉ có thể bị thương mà quay về. Nhưng, lúc về từ nơi đó tôi mang theo rất nhiều đồ vật từ vũ trụ chính. Ngô Bình, nếu tôi đến bên đó, cũng sẽ chịu tổn hại của trật tự sao? Thiên đế, tôi đã sắp xếp ánh mặt trời của vũ trụ chính tại đây, cậu lại có thể hấp thụ được toàn bộ. Ngoài ra, tôi tính toán thì trật tự cao nhất sẽ xuất hiện ở kỷ nguyên này, nếu cậu có thể lĩnh ngộ được trật tự cao nhất, thì có thể hoàn toàn thích ứng với trật tự vũ trụ chính. Ngô Bình, ra là vậy, cảm tạ Thiên Đế đã báo cho. Thiên Đế, được tôi truyền thụ, cậu có thể trở thành Thiên Thánh. Sau đó, cậu mới nhìn thấy rõ được nhiều thứ hơn. Ngô Bình, vâng, tại hạ nhất định dùng hết sức đột phá. Lúc này Thiên Đế khẽ cười, tư chất của cậu so với tôi năm đó thì tốt hơn nhiều, tôi xem trọng cậu. Ngô Bình có chút nghi hoặc trong lòng, bèn hỏi, thiên đế, vũ trụ chính có phải cũng có thần tộc, tiên tộc không? Thiên đế lắc đầu, không có, ở đó sinh linh mạnh nhất chỉ có loài người. Tiên tộc, thần tộc, mà tộc chính là những thứ hợp chất từ người có tầng cấp và phẩm chất khác nhau tạo thành. Ngô Bình ngạc nhiên, thần ma tiên Phật, đều là hình ảnh của người cả. Thiên đế, đây chỉ là phán đoán của tôi, có lẽ cũng có sai sót. Tình hình thật sự ra sao, chỉ có anh tự mình đến bên đó mới hiểu được. Ngô Bình, người vẫn luôn chỉ ở thế gian, đã đến tiên giới bên đó chưa? Thiên đế từng tiếp xúc mấy cao thủ từ khắp các thời không, nhưng tiên giới thì không giống. Đợi sau này anh đi thì sẽ biết. Nói đến đây, Thiên đế nói tiếp, anh chắc chắn có thể lĩnh ngộ tốt hơn. Nói xong, hình ảnh biến mất, bên cạnh có một con rắn lớn, một con báo một con tinh tinh đi ra. Nhìn thấy ba con thú này, Ngô Bình đã cảm nhận được sức mạnh của bọn chúng, nhưng anh không e sợ mà hỏi, "Bọn mày là thú nuôi của Thiên Đế?" "Tinh tinh, Thiên Đế là chủ nhân của ba chúng tôi. Nếu cậu trở thành Thiên Thánh thì sẽ trở thành chủ nhân mới của chúng tôi." Ngô Bình gật đầu, "Tiếp tới, tôi phải ở đây bế quan tu luyện." "Tinh tinh, phía sau có một nơi chuyên dùng để luyện công, đi theo tôi." Ngô Bình đi theo bọn chúng đến một khu vườn, trong vườn có một khu đất trống trải, mặt đất được lát ngọc, bên trên khắc những phủ văn thần bí. Người đứng trên đó sẽ cảm thấy dễ chịu, không dễ có tâm ma. Trong nền ngọc, năng lượng ấm áp cũng không ngừng len vào hai chân anh. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 139